Nhà đọc truyện xin hân hạnh giới thiệu bộ truyện. Hoàng phi thiên hạ. Tự gốc là đích nữ độc thê của tác giả Thanh Thanh Du Nhi. Các bạn đang nghe trên kênh nhà đọc truyện. Các bạn nhớ bấm nút like và nút đăng ký theo dõi kênh để được cập nhật những video đọc truyện mới nhất nhé. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Chương 51 lần này bản đại vương đến để giật tiền cướp sắt, tiền chính là 30 vạn đại quân của các ngươi, còn sắt thì. Tay lương mặt ngắm nghía gương mặt ngay trước mặt, lắc đầu, quên đi, ngươi còn không đẹp mắt bằng bản đại vương nữa, nàng tiện tay dùng sức, lấy kiếm trên tay tấn bắc vương đặt trên chính cổ hắn. Tấn bắc vương được coi là Mỹ Nam Tử, cũng là người trẻ tuổi nhất trong ba phiên vương, luôn có nhân duyên vô cùng tốt với nữ nhân. Tuy biết đối phương chỉ trêu đùa mình nhưng dáng vẻ ghét bỏ của Tây Lương mặt lập tức làm cho hắn tức giận. Bất đắc dĩ trên cổ còn thanh trường kiếm, hắn chỉ có thể có giận trừng mắt nhìn gương mặt quả thật xinh đẹp hơn mình. Tư Ninh Ngọc cười lạnh, người thông minh không nói tiếng lóng, các ngươi là người của tư lễ dám hay cẩm y vệ, dứt lời, hắn cũng không quên châm chọc. Nhìn gương mặt không ra nam không ra nữ của ngươi tám chín phần mười là công công của tư lễ giám, tay lương mặt dơ một ngón tay lắc lắc trước mặt hắn, chật chật, thiển cận, quê mùa. Thứ nhất, tư lễ giám không phải hoàn toàn là công công. Thứ hai, đã nói chúng ta tới để ăn cướp, liên quan gì tới tư lễ giám hay cẩm y vệ? Tư Ninh Ngọc nhìn nàng, cười khẩy một tiếng, thật không? Hừ, Tây Lương mặt nở một nụ cười quỷ dị, mặc kệ có phải hay không, ngài không thấy ngài hỏi cái này hoàn toàn không có bất cứ ý nghĩa gì sao, đã đi qua địa bàn của bản đại vương thì ngài phải để lại tiền mua đường, hoặc là, ngay cả người cũng để lại nhé. Tấn Bắc Vương cười lạnh, được thôi, coi như ngươi không phải người của cửu thiên tuế, xin hỏi vị đại vương này phải xưng hô thế nào? Tây Lương mặt sờ cầm, à, chuyện này. Nàng còn chưa nghĩ đến. Bạch Khởi bỗng ghé tới, hưng phấn nói, đây là Tây Thiên Thác Tháp Thiên Vương của chúng ta, ăn cướp mới tốt, bọn họ thích nhất ăn cướp chuyện này làm cho đám bạch khởi nhớ tới thời gian tốt đẹp ở sa mạc đi cướp của đám kỵ binh hách hách hung hãn. Tây lương mạch nhất mày, Tây thiên thác tháp thiên vương. Khi ở sa mạc có phải bạch khởi nghe quá nhiều Tây du ký mà nàng kể lúc rảnh rỗi hay không? Nên nghiện rồi. Nhưng nàng vẫn gật đầu, đúng. Bản tôn là Tây thiên thác tháp thiên vương. Tư ninh ngọc nhìn thiếu niên mỹ mạo giàu dạt đắc ý trước mặt, khóe miệng không nhịn được giật giật. Tây Thiên Thác Tháp Thiên Vương. Đó là cái gì? Có điều nghe có vẻ cực kỳ vang dội, được, Tây Thiên Thác Tháp Thiên Vương thì Tây Thiên Thác Tháp Thiên Vương, ngươi cảm thấy, chỉ bằng mấy trăm người của ngươi mà muốn cướp 30 vạn đại quân của bản vương và hai vị vương thúc khác, không phải quá mức tham lam à, Tây Lương Mạc nhướng mày, thế nào, có đầu lĩnh giặc như ngươi trong tay bản thiên vương? Lẽ nào còn không thể uy hiếp đám giặc này à? gân xanh trên gương mặt thanh tú của tư ninh ngọc bật lên, trợn mắt với nàng, thứ vô liêm sĩ, bản vương tuyệt đối sẽ không để loại người như các ngươi uy hiếp, còn nữa, các ngươi mới là giặc, tây lương mặt cười tủm tỉm nói, thật không? Thì ra tấn bắc vương hiên ngang lẫm liệt như thế, thà chết không chịu khuất phục, đạo đức tốt, thật sự làm cho bản thiên vương cảm động đến rơi lệ đầy mặt, nhất định phải thành toàn cho khí thế của ngươi, vừa lúc bản đại vương và thuộc hạ đều rất ái mộ nam tử như ngài trước khi ngài chết để chúng ta vui vẻ một phen đi. Dứt lời, nàng không nhìn gương mặt trắng bệch của tư ninh ngọc, quay đầu nói với bạch khởi, nào nào, a à khởi, nghe nói ngươi có thiên phú dị bẩm, nhất định có thể khiến vương gia sướng đến chết đi sống lại, sống lại tìm chết, để cho ngươi làm nhé. Bạch khởi đóng giả làm thị vệ áo xanh giật giật khóe môi, ai oán trừng mắt nhìn tây lương mặt, tiểu tiểu thư, không chơi hố người ta vậy đâu, tây lương mặt lẳng lặng nghe răng cười, ngươi có đi không? không thì để người khác thay ngươi. Bạch Khởi vừa định lui về sau đã cảm thấy túc vệ đứng sau lưng hắn bỗng đá một cước, đá thẳng vào bắp đùi hắn, hắn không đề phòng bay thẳng tới chỗ tư ninh ngọc. Túc vệ thầm dùng công phu truyền âm nhập mật lầu bầu sau lưng hắn, ngươi không vào địa ngục, ai vào địa ngục. Bằng võ công của Bạch Khởi không phải không thể bức người quay lại, nhưng hắn cảm giác được vô số ánh mắt lạnh lẽo sau lưng, Bạch Khởi cắn răng một cái, nhắm chặt hai mắt vồ về phía tư ninh ngọc, còn tây lương mặt thấy hắn thức thời cũng chủ động nhường vị trí để bạch khởi ôm được mỹ nhân về tư ninh ngọc vốn không yên lòng không ngờ đối phương nói nhào tới là nhào tới hắn không tránh được bị ôm vừa đúng tư ninh ngọc không hề có hứng thú làm tiểu thụ lập tức sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu kêu lên thảm thiết a à, bạch khởi nằm trên người hắn cũng tái mét không còn giọt máu nắm chặt tay để mình đừng có không nhịn được một quyền đánh gục đối phương tây lương mạc nhìn một đôi đáng thương trước mặt chậm rãi nói đúng rồi vương gia ngài chậm rãi hưởng thụ lát nữa nơi này còn vài trăm người chờ thành toàn cho đạo đức tốt của ngài đấy tư ninh ngọc không thể nhịn nổi nữa ngươi ngươi được được tây thiên thác cái gì tháp thiên vương ngươi để bản vương suy nghĩ một lát tây lương mạc hơi nhếch khóe môi bản thiên vương cho rằng tấn bắc vương trời sinh thông minh luôn có chỗ hơn người vậy thì vừa hưởng thụ vừa suy nghĩ cũng được, dù sao phía sau còn không ít người, đợi được ngươi, tư ninh ngọc nghe vậy sắc mặt lại xanh mét, qua lại vài lần giữa đỏ bừng và tái mét, thật sự không chịu nổi cảm giác ghê tởm bị một nam nhân đè trên người. Cuối cùng nghiến răng nghiến lợi nói, được, cho dù bản vương đồng ý rút về thuộc địa, thì làm sao có thể cam đoan hai vị vương thúc cũng rút về, tây lương mặt dùng kiếm nhất cầm hắn, chậm rãi nói, vương gia, bản thiên vương nghĩ ngươi nhầm lẫn một điểm rồi, bản thiên vương không phải muốn các ngươi rút về lãnh địa, mà muốn ngươi dẫn ba phiên quân đồng loạt tới khai chiến ở biên cương Tây Địch, tư ninh ngọc giật mình, trong mắt có vẻ do dự và hoang mang, chuyện này làm sao được. Tuy bản vương phụng mệnh tới kinh thành tập kết, dẫn quân tới biên cảnh nên chiến đại quân Tây Địch, nhưng hai vị vương thúc không phải ngồi chơi, làm sao có thể giao binh quyền vào tay bản vương. Tây lương mạc khẽ nhếch khóe môi, lát nữa ngươi sẽ biết, dứt lời, nàng vô cùng tiếc núi vỗ vỗ bạch khởi đang cứng nhắc nằm trên đùi tư ninh ngọc, xem ra tấn bắc vương đã bỏ qua sự cố chấp của hắn, ngươi đứng dậy đi, thật tiếc cho tư sắc của tấn bắc vương chúng ta, chúng ta không được hưởng thụ, lời còn chưa dứt, bạch khởi bật dậy như bị kim châm, mặt xanh mét lùi thẳng ra ngoài cửa. Tư ninh ngọc cũng không phải đồ ngu, phát hiện ra vừa rồi mình bị đùa bỡn, hắn hung tợn trừng mắt với tay lương mạc ngươi đùa giỡn ta, Tây Lương Mạc thản nhiên nói, thế nào? Hay là Tấn Bắc Vương muốn thật sự thể nghiệm cảm giác muốn sống muốn chết? Bản Thiên Vương không phải không thể thành toàn ngươi, khi Tây Lương Mạc nói chuyện, dáng vẻ mang theo một tia cười nhạt lại khiến Tư Ninh Ngọc Bổng cảm thấy lạnh toát sống lưng. Hắn nhìn vào đôi mắt lạnh nhạt của thiếu niên mặc áo đen mỹ mạo trước mặt. Mơ hồ ngửi được mùi máu tanh trên người y, quả nhiên, chỉ chốc lát sau đã có người mặc trang phục binh lính tấn bắt vội vàng tiến vào, trên tay cầm hai cái hộp, vừa vào liền đi về phía thiếu niên mặc trang phục giáo úy màu đen kia. Hai người nói, bẩm chủ tử, chúng ta đã thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, đồ đã được mang đến, thiếu niên áo đen nhìn hai cái hộp gỗ, cười khen ngợi hai người kia, được, vất vả, dứt lời, thiếu niên áo đen cầm hai cái hộp đi tới nói với hắn, tấn bắt. Vương, bản thiên vương lần đầu gặp ngươi coi như có duyên, bởi vậy đưa tặng một phần đại lễ, xin vui lòng nhận cho. Tư Ninh Ngọc nhìn hai cái hộp gỗ, trong lòng có dự cảm không tốt nhưng trên mặt vẫn lạnh như băng, trừng mắt nhìn người đang cười đến kỳ lạ trước mặt, đừng tưởng các ngươi lấy ít vàng bạc châu báu là có thể mua chuột bản vương, Tây Lương Mạc nhìn hắn, trào phúng nhếch khóe môi, đương nhiên rồi, Tấn Bắc Vương làm sao có thể bị những thứ tục vật đó mua chuột được bản thiên vương cũng sẽ không dùng tục vật đó để làm bẩn đạo đức cốt của ngài tư ninh ngọc nhìn hai cái hộp cắn chặt răng vương tay mở ra nhưng mà hắn không thể ngờ rằng mình sẽ nhìn thấy vật thế này đôi mắt dài nhỏ của hắn trợn to lộ ra biểu cảm sợ hãi và không thể tin trong hai cái hộp kia là hai cái đầu người đầm đìa máu mà hai cái đầu đó đều thuộc về người hắn rất quen thuộc tấn ninh vương và đông dương vương Tư Ninh Ngọc trung tay không cầm vững, hai cái hộp lập tức đổ nghiêng, nhưng túc vệ nhanh tay lẹ mắt chụp tới, lập tức đỡ được cả hộp và đầu, tốc độ cực nhanh. Thậm chí cả máu bên trong cũng không bắn ra một giọt. Chỉ một tay công lực như vậy đã đủ khiến Tư Ninh Ngọc và đám mưu thần tham tướng Tấn Bắc cảm thấy trong lòng rét lạnh. Tấn Bắc đại doanh bọn họ tuy tự xưng có vô số cao thủ nhưng e rằng chỉ mình đổ lôi tướng quân đã bị bắt là có công lực như vậy vậy mà một đầu mục nho nhỏ của đối phương đã có bản lĩnh này, không biết công lực của thiếu niên áo đen cao đến đáng sợ thế nào, cho nên mới có thể hoàn toàn không đổi sắc khi nhìn hai cái đầu người. Tây Lương Mạc không biết rằng bởi túc vệ lộ chút bản lĩnh mà địa vị của nàng trong cảm nhận của người tấn bắc đã tăng lên nhanh chóng. Nàng chỉ cười cười sai túc vệ, cốt lắm, ngươi giữ cho vững hai phần đại lễ này, miễn cho tấn bắc vương của chúng ta quá kích động lại làm rơi, ngươi các ngươi rốt cuộc. Rốt cuộc làm thế nào? Tấn Bắc Vương Tư Ninh Ngọc cũng là một người thông minh, vừa rồi hắn luôn kéo dài thời gian để đợi nhóm binh lính ngoài trướng phát hiện tình hình khác thường ở trong sẽ chạy vào cứu giá. Nhưng nay, sau khi nhìn thấy đầu của Tấn Ninh Vương và Đông Dương Vương, hắn gần như hoàn toàn tuyệt vọng. Tây Lương Mạc thản nhiên nói, rất đơn giản. Trong số 9.000 cường kỵ binh đổ lôi tướng quân dẫn đầu chỉ còn lại hầu hết là kỵ binh tấn bắc của ngươi, sau đó bản thiên vương sai người dẫn đám kỵ binh của các ngươi tới dò hỏi quân doanh của Đông Dương Vương và Tấn Ninh Vương. Hai vị vương gia nghe nói Tấn Bắc quân có chuyện quan trọng cầu kiến, sự tình liên quan trọng đại, bọn họ lại không thấy ba nghìn cường kỵ binh nhà mình, trong lòng đương nhiên lo lắng, chúng ta cũng rất thuận lợi gặp được Tấn Ninh Vương và Đông Dương Vương, giống như bây giờ, nhờ đổ lôi tướng quân mở đường. Ta rất thuận lợi gặp được vương gia. Tây Lương Mạc hơi dừng rồi lại mỉm cười nói, nay nhìn thấy đầu của hai vị vương gia là biết Tấn Ninh Vương và Đông Dương Vương nhất định không hào phóng bằng Tấn Bắc Vương ngươi, cực kỳ keo kiệt, nếu bọn họ không muốn để tiền lại thì đành mời bọn họ để người lại, đây này, cái đầu này chính là tiền mua đường của bọn họ, giọng nói nhẹ nhàng bân quơ của Tây Lương Mạc lại như một tiếng sấm vang lên trên đầu người Tấn Bắc, đây. Đây rõ ràng là vu oan và uy hiếp trắng trợn đầu tiên là kỵ binh tấn bắc xuất hiện trong đại doanh tấn ninh đông dương sau đó tấn ninh vương và đông dương vương bị giết hại bị chặt đầu mang đi người tấn ninh và đông dương không nghi ngờ tấn bắc mới là lạ tây lương mạc cười cười tiếp tục bân quơ nói tấn bắc vương ngài xem bản thiên vương cực kỳ lương thiện cho các ngươi cơ hội lựa chọn thật đáng tiếc chỉ có ngài là hào phóng chút nếu người của bản đại vương để lại một phong thư trong đại doanh tấn ninh và đông dương cảnh cáo người Tấn Ninh và Đông Dương phải nhanh chóng cùng Tấn Bắc các ngươi đầu nhập vào cửu thiên tuế. Thì ngươi đoán xem, sáng sớm mai sẽ xảy ra chuyện gì? Sẽ xảy ra chuyện gì? Sẽ xảy ra một trận sống mái, người của đại doanh Tấn Ninh và Đông Dương sẽ coi Tấn Bắc là tử địch, cho dù đối phương đã không còn chủ soái nhưng vẫn còn phó soái. 20 vạn đại quân Tấn Ninh và Đông Dương dù là rắn mất đầu vẫn có thể vây khốn Tấn Bắc bọn họ trong một thời gian rất dài, đến lúc đó, cho dù hắn có thể chạy trốn ra ngoài, Tấn Bắc nhất định sẽ tổn thất thảm thiết, từ nay về sau kết thành kẻ thù truyền kiếp với Đông Dương và Tấn Ninh. Không ngừng công phạt. Không cần nói đến vào kinh ép Cửu Thiên Tuế để thái tử gia đăng cơ, chỉ ứng phó gió lửa nội chiến thôi đã trở tay không kịp. Chỉ có Cửu Thiên Tuế là thắng lớn vụ này. Tấn Bắc Vương đã hoàn toàn nói không ra lời, sắc mặt khi trắng khi xanh, giống y hệt như tất cả mưu thần tham tướng Tấn Bắc hắn im lặng một lát, đột nhiên hỏi, tiểu cửu cửu của bản vương. Đổ lôi tướng quân rốt cuộc thế nào? Chính nghìn cường kỵ binh có phải đã tổn thất trong tay các ngươi không? Nay bọn họ còn bao nhiêu người? Tây lương mặt nhìn vẻ mặt của hắn rồi mới cảm thấy vừa lòng, nàng đang muốn hiệu quả làm đối phương kinh sợ thế này, nàng thản nhiên nói, đổ lôi tướng quân chỉ trúng nhiếp hồn thuật thôi, lát nữa sẽ không sao, hắn không phản bội tấn bắt các ngươi. Chỉ là, nhờ sự chí công vô tư của hắn nên để kỵ binh tấn bắt các ngươi tiên phong và áp hậu, thành ra cứu đám kỵ binh này một mạng, nay các ngươi còn lại cũng không ít, khoảng 1.500 cường kỵ binh, tư ninh ngọc trợn to mắt, vẻ mặt đau lòng, cái gì? 1.500 Đây còn là không ít. Túc vệ cười lạnh, nếu không thì sao? Các ngươi muốn giống tấn ninh và đông dương, không còn lại một mống, cuối cùng ngọa tiên sinh không nhịn được, chuyện đó rốt cuộc các ngươi làm sao làm được, rõ ràng ta đã phái người thăm dò. Vừa rồi không phải đổ lôi tướng quân đã nói hết tiền căn hậu quả à, thế nào? Không tin. Tây lương mặt nhíu mày cười, người tấn bắt đồng loạt ngẩn ra, nhớ lại những lời đổ lôi vừa nói, tưởng rằng lúc đó hắn thần trí mơ màng bị người ta khống chế mới nói vậy. Ai ngờ là thật. Chỉ 700 người đối phó 9.000 cường kỵ binh, chuyện này. Các ngươi thật sự không phải người của Cẩm Y vệ và Tư Lễ giám à?" Tư Ninh Ngọc không nhịn được hỏi, tuy hắn căm tức nhưng vẫn muốn biết rốt cuộc mình đã thua trên tay ai. Tay Lương Mật gật đầu, nhếch khóe môi, "Thật sự không phải, nhưng mà, bản vương chưa bao giờ nghe nói ngoại trừ Cẩm Y vệ và Tư Lễ giám lại có người có năng lực đến thế, cho dù là Cẩm Y vệ và Tư Lễ giám." Tư Ninh Ngọc đột nhiên ngừng lại, người của tư lễ giám và cẩm y vệ dù sao đều là nội vệ thủ đoạn có cao minh tới đâu cũng chỉ có thuật nghiệp tấn công riêng của mình tây lương mạc cười cười ngươi có thể gọi chúng ta là quỷ quân quỷ quân quỷ quân là cái gì tư ninh ngọc hơi nhăn mày tìm tòi từ này trong trí nhớ của mình lời này vừa nói ra những người khác còn chưa phản ứng lại ngược lại ngoạ tiên sinh bỗng sửng sốt sau đó trợn tròn mắt khó tin trung trung vương ngón tay, các ngươi nói, các ngươi là, các ngươi là, quỷ quân, quỷ quân Lam Gia, tư ninh ngọc kỳ quái nhìn ngọa tiên sinh, Lam Gia nào. Nói đến phân nữa, hắn bỗng nhíu mày chần chừ nói, các ngươi nói đến Lam Gia hơn 20 năm trước. Lam Đại Nguyên soái ngọa tiên sinh kích động nhìn chầm chầm tay lương mạc, lại nhìn người quỷ quân như bóng quỷ đứng phía sau bọn họ. Thấy tay Lương Mạc thản nhiên gật đầu, hắn lập tức kích động, đột nhiên quỳ vịt xuống đất, thì ra là quỷ quân của Lam Đại Nguyên Soái, đệ tử ngọa ngôn, tham kiếm thống lĩnh quỷ quân đại nhân, Tây Lương mặt sửng sốt, nhìn thư sinh trung niên trước mặt, ngài là. Tư Ninh Ngọc nhìn mưu sĩ mình nể trọng nhất quỳ trước thiếu niên kia, bực bội nói, ngọa tiên sinh, sao ngài lại? Ngọa tiên sinh kích động ngắt lời Tư Ninh Ngọc, vương gia, ngài đừng trách tại hạ vô lễ, chỉ là quỷ quân này, nếu ngài chưa từng nghe nói thì các tướng quân thế hệ trước bên cạnh ngài có lẽ từng nghe qua, cửa địa ngục đã mở, hỏi quân khi nào trở về ngô môn, cửa địa ngục mở, Diêm Vương muốn ngươi canh ba chết tuyệt đối không để đến canh năm. Năm đó quỷ quân là tư binh của Lam Đại Nguyên soái hiệu lệnh binh Mã Thiên Hạ. Tất cả đều là người tài ba dị sĩ, năm đó phía tây khu trục Quyển nhung, phía bắc thu phục hách hách, phía nam tru sát tây địch, mỗi cuộc đại thắng đều có bóng dáng quỷ quân còn đệ tử năm đó may mắn được bái sư làm đệ tử bí mật dưới trướng francis tướng quân thuộc bộ chữ đấu của quỷ quân nhiều năm qua luôn tìm kiếm tung tích sư tôn không ngờ khi còn sống còn có thể gặp lại quỷ quân tây lương mạc nghe vậy không khỏi nhíu mày không ngờ tới đây còn gặp được cố nhân cũng coi như có duyên phận tấn bắc vương vừa nghe đệ nhất mưu sĩ của mình không ngừng khuyên bảo mình hợp tác với quỷ quân sắc mặt vừa có vẻ rất đặc sắc ông đây là đường ranh giới cửu gia Thiên Tuế gia, đám lục thừa tướng đã bị dồn tới trên thành cung phía nam, ngài xem, tiếp theo chúng ta có cần trực tiếp. Liên công công vội vàng từ bên ngoài tu hành điện đi vào, ghé vào tai Bách Lý Thanh nhẹ giọng nói, Bách Lý Thanh hé mở mắt, nhận lấy trà nóng mà cung nhân đang sợ đến run rẩy dâng lên, khẽ nhấp một ngụm, chỗ nha đầu thế nào rồi? Giờ là giờ nào? Liên công công gật cười gật đầu nói, vừa rồi có một con diều hâu bay tới chỗ Lý tướng quân. Mang theo tin báo, phu nhân đã dẫn người quỷ quân thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, nay đang chạy tới đại doanh của ba phiên vương. Bách Lý Thanh dừng lại, mở đôi mắt hẹp dài âm mị, trong mắt có vẻ không vui, không phải khi đó bản tọa đã dặn, bảo nàng xong việc ở thiên dương quan lập tức trở về à, liên công công cười, thiên tuế gia, phu nhân không phải nữ nhi tầm thường, sẽ không làm chuyện không nắm chắc. Các bạn đang nghe trên kênh nhà đọc truyện. Chương 52, hàng lông mày dài của bách lý thanh khẽ nhướng lên nhìn liên công công cười khẩy a à, tiểu nha đầu kia cho ngươi cái gì tốt mà nói đỡ cho nàng như thế liên công công thấy trong đôi mắt âm mị của bách lý thanh không có vẻ tức giận liền cười nói không dám chỉ là nếu phu nhân là nữ tử tầm thường thì có lẽ thiên tuế gia cũng chứng mắt bách lý thanh thoáng ngừng khẽ hừ một tiếng không biết nghĩ tới cái gì bỗng nhìn về phía tiểu thắng tử hỏi phía lão già tỉnh quốc công kia có tin tức gì không tiểu thắng tử lập tức tiến lên nhẹ giọng nói phủ quốc công rất im lặng nghe nói quốc công gia thấy lão phu nhân không khỏe đã dẫn người trong nhà lên thu sơn cầu phúc nay chỉ còn tam lão gia và vài người trong nhà tam lão gia kia là quan văn tầm thường còn là thứ xuất bình thường cũng nhát gan cẩn thận bách lý thanh nghe vậy hơi nhếch khóe môi cầu phúc lão già Tây Lương này ngược lại thức thời đấy, chỉ sợ là không muốn liên lụy vào việc này cho nên mới lên núi cầu phúc ngay lúc chuẩn bị đưa tan tiên đế thế này. Có điều, Bách Lý Thanh nhìn ánh chiều tà ngoài cửa sổ, lười biến nói, hừ, cả đời này hắn chỉ biết lo chuyện của mình, có điều lần này e là không được rồi, khi chủ tớ ba người nói chuyện bỗng thấy Lý Mật đang dẫn người vội vàng bước vào. Lý Mật đầu đầy mồ hôi, chắp tay nói với Bách Lý Thanh, thiên tuế gia, Thái tử muốn nói chuyện với ngài, Bách Lý Thanh nhặt một quả lựu đẹp mắt, vừa cong ngón tay chậm rãi bóc vừa nói, thằng nhóc đó muốn nói cái gì, Lý Mật lắc đầu, Thái tử không chịu nói với chúng ta. Chỉ nói muốn gặp ngài. Bách Lý Thanh cười dễ cợt, thằng nhóc đó đúng là không biết cái gì gọi là tôn sư trọng đạo, cứ để hắn hóng gió trên thành nam, không cần để ý đến là được, Lý Mật sửng sốt, sau đó cung kính chấp tay nói, vâng kẻ không có lợi thế đàm phán mà dám ngông cùng trước mặt thiên tuế gia, thái tử đang tự tìm mất mặt đấy à, bách Lý Thanh bỗng gọi lại Lý Mật đang định rời đi, đợi một lát, Lý Mật tập tức quay lại hỏi, thiên tuế gia còn gì sai bảo. Bách Lý Thanh nhìn đám cung. Nhân tu hành điện run rẩy kéo đống thi thể. Dùng nước rửa máu trên mặt đất, hắn thản nhiên nói, cung biến lần này do thái tử điện hạ mưu nghịch, trong cung không có người phòng thủ, trong số chúng thần, vì bảo vệ di chiếu chính thống của bệ hạ mà chết vô số. Hắn thoáng dừng, nhấp một ngụm trà, bân quơ nói nốt một câu, sau này, thăng một cấp, trợ cấp cho những triều thần trung tâm hộ chủ này, giọng nói của Bách Lý Thanh cực kỳ dễ nghe, âm cuối hơi nâng lên, mang theo cảm giác vang vang uống lượng, như âm cuối của thất huyền cầm, lại như một chút khói nhẹ xa xôi tan ra trong ánh mặt trời. Chỉ là, không riêng gì đám lý mật, ngay cả tiểu thắng tử, liên công công cũng phải chấn động bách lý thanh có vẻ phát hiện sắc mặt kỳ dị của mọi người thản nhiên đảo mắt liếc qua bọn họ một cái làm sao vậy có vấn đề gì sao mạc tướng tuân lệnh sắc mặt lý mật trở nên âm hàn trên người có sát khí lạnh thấu xương tay ôm quyền cung kính lui ra chờ lý mật đằng đằng sát khí dẫn những cẩm y vệ khác rời đi bách lý thanh mới nói tiểu liên tử sai người mang chút trà lạnh tới thời tiết này quá nóng. Liên công công lập tức lĩnh mệnh đi ra, khi ra tới cửa điện, hắn nhìn một tia nắng chiều đỏ như máu phía chân trời, than khẽ, thiên tuế gia, đang muốn mượn cớ đại khai sát giới, xem ra, lần cung biến này tuyệt đối không chỉ đông cung đại bại, mà là một cuộc tẩy trừ, rõ ràng là một cuộc tẩy trừ, nắng chiều đỏ tươi phủ một màu sắc diễm lệ lên cung thành khổng lồ, giống một yêu thú cực lớn ngồi giữa thiên địa huy hoàng, cửa cung chính là cái miệng thú rộng lớn của nó, chờ cắn. Nuốt vô số tính mạng. Lăng Vũ Cung, Thành Nam. Điện Hạ, Điện Hạ, Ngài không thể quấy rầy tướng gia lúc này, tướng gia mất máu quá nhiều. Người hầu trung thành ngăn cản thái tử Điện Hạ hiện giờ đã lòng đầy lửa giận, lo sợ và nghi hoặc. Cúc ngay. Tư thừa kiện vung trường kiếm, trực tiếp dùng vỏ kiếm đập tới người hầu đang ngăn hắn đi gặp lục thừa tướng, khiến người đó máu chảy đầy đầu kêu thảm một tiếng lăn sang một bên sau đó hắn không thèm nhìn xông thẳng vào trong trắc điện nhỏ của lăng vũ cung lăng vũ cung này tuy gọi là cung nhưng thật ra là một tòa lầu tháp bình thường các hoàng đế bệ hạ của thiên triều đột nhiên nổi hứng sẽ tới nơi này thị sát dân tình kinh thành nơi này tầm nhìn tốt đó cũng là lý do vì sao lục tướng gia và tư thừa kiền chọn nơi này làm đường lui tiếng động tư thừa kiền xông tới rất lớn lục thừa tướng vốn trúng một tên trên đùi máu chảy không ngừng đang lúc khó chịu nhất Thấy hắn xông tới chỉ có thể ỉu xiêu dương mắt nhìn hắn, điện hạ, tư thừa kiền nôn nóng nhìn Lục thừa tướng, cửu cửu. Không phải ngài nói sẽ có ba phiên vương dẫn người tới Cần Vương sao, nay đã một ngày một đêm, bóng người cũng không thấy một cái. Lại tiếp tục thế này, chỉ sợ sẽ là đường cùng, Lục thừa tướng được thư đồng hầu hạ uống một bát canh sâm, có tinh thần hơn một chút, vẻ mặt nghiêm túc nói, nói cũng trách bản tướng quá tin tưởng ba phiên vương đó nếu nửa đường bọn họ bị người của cửu thiên tuế chiêu an, chỉ sợ. Lúc trước hắn không gặp Tư Thừa Kiền cũng vì không hy vọng Tư Thừa Kiền chịu quá nhiều áp lực. Nhưng nhìn sắc trời đã sắp sáng, bên ngoài đế đô lại không có bất cứ động tĩnh gì, nay bọn họ lui về cố thủ ở đây đã không còn đường lui nữa. Tư Thừa Kiền đương nhiên biết lục thừa tướng nói, chỉ sợ cái gì, sắc mặt hắn thoáng chốc tái nhợt, cửu cửu, không phải ngài còn một vạn năm ngàn người ở Thu Sơn sao, Lục thừa tướng nhìn chân trời, một lát sau cười khổ, nghe nói Tỉnh Quốc công dẫn gia quyến lên Thu Sơn, Quốc công gia xưa nay có thù có oán với gian Tặc Bách Lý Thanh kia, đã là đối thủ thì sao lại giúp hắn đối phó chúng ta. Tư thừa kiền kinh ngạc mở to mắt. Lần này hành động, bọn họ dù có ý mượn sức Tỉnh Quốc công, nhưng từ nửa tháng trước Tỉnh Quốc công bắt đầu đóng cửa từ chối tiếp khách, cáo ốm không ra, đối ngoại cũng để thế tử gia Tây Lương tỉnh ra mặt. Tây Lương tỉnh này không phải người dễ đối phó, hỏi cái gì cũng nói không biết, nếu hỏi nhiều hắn phiền cũng đóng cửa từ chối tiếp khách. Nhưng chuyện này cũng tỏ vẻ quả cân tỉnh quốc công phủ hết sức quan trọng này không vì trinh mẫn quận chúa gã cho Bách Lý Thanh mà nghiêng về phía Bách Lý Thanh. Một khi đã vậy, bọn họ không thể quá khắc khe. Lục thừa tướng cười lạnh, trong mắt hiện lên vẻ kinh miệt, tỉnh quốc công chính là một tên nhu nhược, Năm đó có thể vì lo thân mình mà vứt bỏ Lam Linh, nay đương nhiên cũng có thể vứt bỏ con gái của mình. Có điều, lần này, chỉ sợ Bách Lý Thanh có động tay chân gì đó ở Thu Sơn, nói không chừng đã khiến lão Tặc Tây Lương vô ngôn kia không thể không ra tay, nếu không, người của chúng ta ở Thu Sơn không thể nào chưa tới." Lục thừa tướng nhìn chân trời, trong mắt có vẻ không cam lòng và oán hận. Sau đó thần sắc của hắn trở nên đờ đẫn, bỗng quay đầu nhìn về phía Tư Thừa Kiền người thành sự cần thiên thời, địa lợi, nhân hòa, nếu lần này thua trên tay tiểu nhân ti bị bách lý thanh kia, ta chỉ cầu được chết mà thôi. Thái tử điện hạ có tính toán gì không? Tư thừa kiền cúi đầu nhìn bộ áo giáp loan lỗ máu trên người, thanh kiếm loan lỗ máu trên tay mà vẫn tỏa ra tia sáng lạnh, từ trên đó có thể nhìn rõ dáng vẻ của hắn, sắc mặt tái nhợt, mắt thâm quần, đầu tóc rối bời, hắn nhìn mình trên thân kiếm cười khẽ một tiếng, nụ cười đỏ tươi kia mang theo một tia thê lương kỳ dị. Đây là bảo kiếm thượng của chiến quốc mà Phụ Hoàng ban cho hắn sau lần đầu tiên hắn theo đại quân của tỉnh quốc công suất chinh chiến thắng trở về, trầm kim. Hắn lấy ra một chiếc khăn tay, cẩn thận lau thân kiếm, sâu kín nói, thanh trầm kim này theo ta đã không ít năm, từ một ngàn năm trước mới sinh ra, nó ở trên chiến trường đã nuốt không ít tính mạng kẻ địch, nay lấy mạng ta cũng coi như thêm một bút cho truyền kỳ của nó, từng liếm máu thái tử một nước. Vẻ mặt tư thừa kiền bình tĩnh, sau khi biết có lẽ hôm nay sẽ đại bại, sự nôn nóng trong lòng hắn đã chìm xuống, nay Bách Lý Thanh vây khốn bọn họ trên tường thành này lại không hạ lệnh vây sát, tất có ý đồ, mà hắn là thái tử một nước, cũng là vua trời định của một nước, có thể giết, không thể nhục, ánh mặt trời ngoài cửa sổ dần dâng lên, xua tan bóng tối. Nhưng ánh sáng vàng ống ấm áp đó lại đang tuyên bố sự thất bại của bọn họ, đã là một ngày mới không có bất cứ tin tức gì của chín nghìn cường kỵ binh đại quân phiên vương càng không có bóng dáng lục thừa tướng nhìn tư thừa kiền trong mắt hiện lên vẻ phức tạp không biết đó là kích động hay bi thương cuối cùng hắn thở dài một tiếng cười khổ thái tử điện hạ thần có thể chết điện hạ thì phải sống tư thừa kiền ngẩng đầu nhìn lục thừa tướng một cái lạnh lùng nói cửu cửu ngài nên biết ta tuyệt đối không phải loại người lưu luyến nhân gian phồn hoa, bè lũ su nịnh, còn sống cũng có ý nghĩa gì, lục thừa tướng nhịn cơn đau trên đùi, chống người đứng lên. Vương tay tới nắm chặt tư thừa kiền, cắn răng nói, thái tử gia, ngài cũng biết chết dễ, sống mới khó. Năm đó việc vương câu tiễn nếm mật nằm gai, chịu hết khổ cực, không phải sau này cũng báo thù ngô vương gấp trăm lần hay sao? Nay cửu thiên tuế kêu căng ngạo mạn, khác gì ngô vương, năm ngón tay của lục thừa tướng gần như bấm vào trong thịt tư thừa kiền. Tư thừa kiền nhìn ánh mắt đỏ rực của lục thừa tướng, gương mặt lục thừa tướng có vẻ già đi trong thoáng chốc, dáng vẻ thê lương bi ai gần như giữ tận này cực kỳ rúng động. Cửu cửu, hắn đang định nói gì, bỗng nghe bên ngoài có tiếng sung sướng hô lên, đến rồi, đại quân phiên vương đến rồi, tư thừa kiền và lục thừa tướng đồng thanh vui vẻ nói, cái gì, sau đó tư thừa kiền lập tức đứng dậy, sai người nâng lục thừa tướng đến đầu tường, hắn thì không kiềm chế được xông ra ngoài trước, đứng trên đầu tường thành nam nhìn phương xa, quả nhiên cách đó không xa bụi mù cuồn cuộn, có một số đông người ngựa đang phi về phía tường thành, lá cờ màu. Làm xám tung bay trên bầu trời. Mấy chữ tấn bắc, tấn ninh, đông dương vô cùng rõ ràng dưới ánh mặt trời, giống như mang theo vô số hy vọng của tư thừa kiền và lục thừa tướng. Tư thừa kiền không nhịn được nở nụ cười, hưng phấn vỗ tường thành, quả nhiên, trời không tuyệt đường người, trời xanh cuối cùng vẫn bảo vệ chính thống hoàng thất, tuyệt đối không để yêu nhân bách Lý Thanh kia muốn làm gì thì làm, lục thừa tướng cũng được đỡ ra, mắt thấy một đám người ngựa trong nháy mắt sẽ sát khí tận trời dồn tới đường cung, hắn kích động vui mừng nở nụ cười, quả là thế. Người của Đông Cung đều vui mừng quá đổi, vốn tưởng rằng phải chết trận nơi đây hoặc suy nghĩ phải đầu hàng thế nào, lúc này trong mắt bọn họ chỉ có vui mừng như điên được cứu rồi, thái tử gia, chúng ta được cứu rồi, lát nữa dẫn người giết vào cung đi, lấy đầu yêu nhân cửu thiên tuế kia tế bái huynh đệ chúng ta, trên tường thành cả tòa lăng vũ cung sôi trào lên, hân hoan nhảy nhóc. Chỉ là, niềm vui sướng hân hoan này lại bị người ta chặt ngang xương. Ha, nhìn đám ngu ngốc kia kìa, còn làm xuân thu đại mộng cơ đấy. Thiên tuế gia, ngài xem lát nữa chúng nô tài cắt cái miệng không biết nói tiếng người của bọn chúng xuống làm thức ăn cho chó giữ cửa tư lễ dám chúng ta được không? Tiếng nói sắc nhọn không ra nam không ra nữ vang lên trên đầu mọi người đông cung, tràn đầy lạnh lẽo và khinh miệt, người đông cung giật mình, đồng loạt quay đầu, mới phát hiện trên nóc nhà lưu ly của lăng vũ điện có rất nhiều người đang đứng, bắt mắt nhất chính là bóng người mặc quan phục màu trắng theo bát long đoạt châu hải thủy gian nhai tượng trưng cho quyền lực gần như tuyệt đối của thiên triều thắt lưng là ấm ngọc khảm vàng rồng, con rồng vàng trên bàn long ô sa quan trên đầu hắn lóe lên ánh sáng hoa lệ lại lạnh như băng dưới mặt trời, giống như con người của hắn, lạnh lẽo hoa mỹ, mang theo hơi thở băng giá làm trái tim người ta run rẩy. Người kia đứng ở đó, mang đến cảm giác mây đen cuồn cuộn che trời, cho dù trời quang lanh lạnh vẫn khiến người ta cảm thấy hơi lạnh thấm vào xương đây là lần đầu tiên đám lính đông cung nhìn thấy cửu thiên tuế khiến trẻ con nghe tiếng phải nín khóc trong truyền thuyết ở khoảng cách gần đến thế dưới ánh mặt trời làn da trắng nõn của hắn thậm chí có vẻ trong suốt nổi bật lên đôi môi tinh xảo diễm lệ dị thường nhan sắc khuynh quốc khuynh thành vô cùng tà vọng giống như yêu thần bao trùm lên đầu mọi người bách lý thanh đứng phía trên lăng vũ điện phía sau là mấy đại thái giám áo đỏ của tư lễ giám người người mặc phấn môi hồng nhìn có vẻ âm u cực kỳ Bách Lý Thanh từ trên cao liếc xuống đám người đông cung, cuối cùng, ánh mắt hắn lướt qua lục thừa tướng rơi vào trên người tư thừa kiền, hắn cười khẽ, thái tử gia. Thế nào? Hôm nay trưởng thành rồi nên muốn khi sư diệt tổ à? Tư thừa kiền thấy mình có viện quân, nào có chuyện sợ hãi Bách Lý Thanh, hắn cười lạnh một tiếng, rút trường kiếm ra chỉ về phía Bách Lý Thanh, gian tạc, người chớ có cùng vọng, hôm nay các vương thúc đã tới cần vương, thời gian để ngươi lấy thúng úp voi không được bao nhiêu nữa đâu, nếu ngươi là người thông minh thì tự sát đi, bằng không bản thái tử nhất định sẽ báo mối thù giết phụ hoàng. Bách Lý Thanh không nhịn được cúi đầu nở nụ cười giống như đang nhìn một đứa bé vô cớ. Giận dỗi. Sau đó hắn nhìn về phía lục thừa tướng, những mày nói, lục tử minh, thế nào? Xưa nay tự xưng gia quốc, thiên hạ đều ở trong lòng ngươi, nay cũng biết xúi dục quân đội nên đi biên quan kháng địch quay lại phản quốc tác loạn rồi à lục thừa tướng nhìn hắn trong mắt đầy hung quan dữ tợn hoặc có thể nói là phẫn hận bi thương hừ bách lý thanh tên gian tặc nhà ngươi năm đó tiên đế giữ lại ngươi và đệ đệ của ngươi vốn là một tai họa nay ngày lành của ngươi đã đến cùng rồi trừ ngoại tắc trước an nội nếu tên nội tặc như ngươi chưa chết sao có thể định quốc bách lý thanh nhướng mày cười cười nói thật không ngươi xác định ba phiên vương là viện quân cần vương của ngươi à lục thừa tướng nhìn dáng vẻ bách lý thanh tim bỗng đập hẳn một nhịp sau đó vô thức nhìn về phía ba mươi vạn đại quân vội vàng tiếp viện vừa nhìn bỗng cảm thấy có gì đó khác thường tướng quân đầu lĩnh kia có chút quen mắt mà loại quen mắt này lại khiến hắn có một dự cảm không tốt tư thừa kiền cũng quay đầu nhìn người đang dẫn viện quân hắn nheo mắt lại muốn nhìn rõ tướng quân đầu lĩnh tư thế oai hùng hiên ngang kia tướng quân kia nhìn có vẻ rất trẻ, dáng người thon gầy, thế nhưng khí thế trên người lại rất mạnh. Thân hình kia, có phải hắn từng nhìn thấy ở đâu không? Trong một giây tư thừa kiện phát hiện dáng người kia rất quen. Trong 9 giây phút đó, tướng quân thiếu niên uy phong lẫm lẫm bỗng ngẩng đầu, mỉm cười với người ở trên tường cung. Hắn môi hồng răng trắng, đôi mắt to tròn trong trẻo, dung sắc xinh đẹp tuyệt trần, nụ cười này trong mắt vài người là cực kỳ mỹ lệ thế nhưng trong mắt một số người khác lại kinh khủng dị thường là là nàng lục tướng gia dẫn đầu hô ra tiếng mở to hai mắt không dám tin tư thừa kiền lập tức nhận ra gương mặt xinh đẹp tuyệt trần đó chỉ là từ sự vui mừng kỳ quái không thể kiềm chế ban đầu qua đi lại có một cảm giác giá lạnh khó có thể khống chế từ lòng bàn chân lan dần lên trên đông lạnh huyết quản của hắn tràn vào trong tim Cảm giác thống khổ kỳ dị này khiến Tư Thừa Kiền chỉ có thể nhìn gương mặt mỹ lệ kia chầm chầm, trong mắt là cảm giác tĩnh lặng như tro tàn. Là hận, là đau, là... Loại cảm giác ở trong giá lạnh vô cùng vô tận này khiến hắn hoàn toàn không biết cảm xúc trong lòng mình là thế nào. Lục thừa tướng tuyệt vọng chống lên tường cung cười ha hả, hắn nhìn bầu trời chầm chầm, giống như trên đó có cái gì, tiếng cười thê lương, tiện nhân. Lam Linh tiện nhân nhà ngươi, ngươi tai họa bệ hạ còn chưa đủ, nay còn sinh ra một yêu nữ tai họa thái tử điện hạ, tai họa sinh linh thiên triều nữa sao, mệnh, tất cả đều là số mệnh, Lục thừa tướng quay đầu trừng mắt nhìn Bách Lý Thanh. Gió lạnh thổi tung mái tóc hắn, trong một đêm, mái tóc vốn đen nhánh của hắn đã trắng xóa, dáng vẻ tiều tụy già nua. Đôi mắt Lục thừa tướng đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi nói, Bách Lý Thanh, tên yêu nhân lục tử minh ta kiếp này vì ngươi mà bị vây khốn, cửa nát nhà tan, không còn chủ tử, thế nhưng ngươi nhớ cho kỹ, phong thủy luân chuyển, thiên lý sáng tỏ, cuối cùng sẽ có một ngày, sẽ có người tru diệt gian tạc như ngươi, trả lại càng không lanh lãnh cho thiên triều ta, dứt lời, mười ngón tay hắn như kẹp sắt bắt lấy bả vai tư thừa kiền. Ánh mắt đỏ tươi mang theo vẻ điên cuồng, điện hạ, điện hạ, ngài nhất định phải nhớ kỹ lời cửu cửu nói, ngươi là người thừa kế hoàng mỹ nhất của triều ta ngươi là hoàng thái tử tôn quý nhất thiên triều đây là sự thật bất cứ kẻ nào cũng không thể thay đổi sứ mệnh cuối cùng của ngươi chính là leo lên lên ngôi vị hoàng đế tư thừa kiền nhìn về phía lục thừa tướng ánh mắt hoàn toàn lạnh ngắt cửu cửu lục thừa tướng bỗng nhắm mắt lại nở nụ cười thê lương cổ quái đủ rồi đủ rồi nguyên soái đã đi từ lâu rồi lam linh cũng đi bệ hạ cũng đi nên đến lượt ta nên đến lượt ta dứt lời hắn bỗng thả người nhảy xuống trực tiếp lộn một vòng rơi ra khỏi tường cung phía nam không có một chút do dự tư thừa kiền vô thức vương tay ra bắt lại không nắm được bất cứ thứ gì hắn mờ mịt mở to mắt nhìn về phía bóng người rơi xuống phía dưới sau đó máu bắn lên khắp nơi ông đây là đường ranh giới trăng đỏ như máu ánh trăng màu đỏ dấu hiệu của binh hung xâm chiếm trên chiếu nguyệt tháp được xưng là đỉnh của hoàng thành có tiếng chuông gió bằng vàng len ken phiêu đảng giống như chuông gọi hồn. Tây lương mặt ngẩng đầu nhìn vầng trăng đỏ yêu dị trên bầu trời, hơi nheo mắt lại. Gió đêm thổi tung mái tóc mềm mại rủ xuống sau lưng nàng, tóc dài vừa gội chưa lâu còn mang theo hơi ẩm. Một bàn tay thon dài tái nhợt nắm lấy đuôi tóc, dơ lên chóp mũi mình khẽ ngửi một hơi, sao lại có hứng thú ra ngắm trăng thế này, tây lương mặt thả lỏng cơ thể, tự nhiên tựa vào người phía sau, trên người Bách Lý Thanh vẫn mang mùi hương pha trộn của mạng Đà La và hương bạc hà đầy mê hoặc. Không có chút mùi tanh nào của máu. Không có gì, chỉ bỗng nhiên cảm thấy rất muốn thử cảm giác đứng trên đỉnh quyền lực quan sát chúng sinh. Tây Lương Mạc nhìn bóng đêm hung hút dưới chân, nhàn nhạt nói. Cả Kinh Đô đang thực thi chính sách giới nghiêm nghiêm khắc, chỉ cần là người đi lại ban đêm, bất luận xanh đỏ trắng đen, cứ bắt vào hết, nếu chống cự giết không luận tội, vì vậy lúc này, cả kinh thành ánh đèn thưa thớt, có cảm giác bấp bên. Bách Lý Thanh cười khẽ, vương tay ôm lấy vòng eo mảnh mai của nàng. cúi đầu ngửi bên tai nàng, nha đầu, ngươi có thích không? Thích cảm giác này. Ngươi còn nhớ những lời ngươi quỳ trước mặt ta nói ra, trong lần đầu tiên tới Phủ Thiên Tuế, Tây Lương mặt hơi nhướng mày, khẽ thở dài một tiếng, lặp lại những lời nàng từng nói ba năm trước khi lần đầu tiên lén cầu kiến hắn, mong không còn ai có thể ức hiếp ta, nhục nhã ta, chèn ép ta, muốn khiến những kẻ ức hiếp ta, nhục nhã ta, chèn ép ta phải tè ra quần, không còn hy vọng sống, không hơn, Bách Lý Thanh cười cười nói, hôm nay, ngươi đã làm được. Tây Lương Mạc im lặng, đúng vậy, nàng đã làm được. Hàng thị và hai cô con gái của bà ta kết cục thê thảm, thậm chí xương cốt không còn tỉnh quốc công không thể không cúi đầu hợp tác với nữ nhi thủ đoạn độc ác là nàng, Tây Lương Thế Gia hoàn toàn hủy diệt, hoàng hậu gần như bị phế, lục thừa tướng nhảy lầu. Gần như tất cả những kẻ ức hiếp nàng, nhục nhã nàng đều không có kết cục tốt, thế nào? Ngươi không hài lòng à? Bởi vì quá nhiều máu tanh nên ngươi không hài lòng. Bách Lý Thanh mẫn cảm nhớ mày. Quay nàng lại nhìn về phía mình, muốn biết tâm tình ẩn giấu trong lòng nàng. Tây Lương Mạc nhìn hắn, hơi nở nụ cười nhạt, vì sao không hài lòng. Chỉ đột nhiên cảm thấy không còn kẻ nào đè trên đầu, hô hấp thuận lợi lại sinh ra cảm giác lo được lo mất. Đây có lẽ là vì sao người trong thiên hạ đều muốn làm hoàng đế, mà hoàng đế cũng là người hay nghi ngờ nhất thiên hạ, thật không? Đôi mắt âm mị của Bách Lý Thanh nhìn thật sâu vào mắt nàng, dường như xác định thật giả, sau đó mới cười nhạo, cô nàng mê quyền lực nhà ngươi. Thế nào, giờ lại muốn làm nữ hoàng rồi à. Tây Lương Mạc nghiêng mặt, dùng ánh mắt khiêu khích nhìn về phía Bách Lý Thanh, nếu ta muốn làm nữ hoàng, ngươi có muốn làm hoàng phu của trẫm không? Bách Lý Thanh sửng sốt, không ngờ nàng dám không kiên dè gì nói ra lời nói kinh hải thế tục như thế, sau đó, hắn nhìn vẻ mặt dường như nghiêm túc của nàng, thu lại vẻ cười đùa, chỉ nhìn nàng, không nhanh không chậm gật đầu, có thể, nếu ngươi thật sự có bản lĩnh kia, nói không chừng ta sẽ suy nghĩ, Tây Lương Mạc không biết, nhớ tới cái gì? Bỗng ghé sát vào hắn, vừa rồi ngươi hỏi ta có phải không hài lòng không? Có phải mẫu thân kia của ta từng hỏi ngươi như vậy? Hay là đã từng nói với ngươi những lời tương tự? Nếu không sao hắn lại hỏi vấn đề có thể coi như hết sức cổ quái với tính cách của nàng như thế? Bách Lý Thanh ho khang một tiếng, hàm hồ nói, chuyện này. Đấy là trước kia ta nghe mẫu thân và phụ thân ngươi nói chuyện phím khi còn ở sa mạc, à, vị mẫu thân kia của ta lại nói cái gì hiên ngang lẫm liệt, trách trời thương dân à. Tây Lương Mạc không nhịn được nhăn mày. Bách Lý Thanh nhìn biểu cảm ghét bỏ của nàng, không nén được tiếng cười khẽ. Mẫu thân ngươi nói không thích thấy cảnh giết chóc máu chảy thành sông, cho dù nàng ta chiếm được thắng lợi vẫn sẽ cảm thấy trong lòng tràn đầy bi thương, rất muốn khóc, Tây Lương Mạc không nhịn được cười khẩy kinh bỉ, hừ, tiện nhân đúng là hay già mồm cải láo, tuy nàng thờ phụng đạo diệt hữu đạo, mỗi một binh sĩ phải tôn trọng sinh mệnh, thế nhưng nàng không có một chút cảm tình nào với kiểu. Không ốm mà rên, chỉ biểu hiện hành vi não tàn của Lam Linh. Đạo diệt hữu đạo, kẻ trộn cũng có cái đạo của kẻ trộn. Hay là ngươi muốn giả mù sa mưa, vừa quyết đấu sinh tử với kẻ địch trên chiến trường vừa cảm thán biểu đạt sự thương hại thấm thiết của mình. Chiến sĩ có chức trách của chiến sĩ, thầy tu có chức trách của thầy tu. Lam Linh chính là loại người muốn làm người lương thiện, lại nuối tiếc tư dục của mình, vì vậy mới làm phiền cốt nhục của mình nửa đời khổ sở, liên lụy vô số những người đi theo bà ta nhận hết dằn vặt. Tây Lương Mạc bỗng nhớ tới cái gì, đúng rồi. Bên Hoàng hậu ngươi xử lý thế nào, phía sau bà ta dù sao vẫn còn không ít thế lực. Bách Lý Thanh ôm nàng ngồi xuống đùi mình, chậm rãi nói, Hoàng hậu nương nương đã tự nguyện chọn một nơi gửi gắm tốt, tuẩn tán. Tây Lương mặt sửng sốt, cho rằng mình nghe nhầm, cái gì cơ? Bách Lý Thanh Vương ngón tay thon dài giúp Tây Lương mặt vén lọn tóc ra sau tai, lần thứ hai lạnh nhạt nói, Hoàng hậu nương nương đã tự nguyện chọn tuẩn tán, Tây Lương mặt nhìn hắn một cái, ngươi có gian lận gì ở đây không đấy? Bách Lý Thanh nhàn nhạt nói, ta chỉ nói cho bà ta. Con trai bà ta còn ngồi trong đại lao, mà thi thể của tiên đế sẽ rất nhanh được hạ tán, không còn tồn tại nữa hàng quý phi nương nương nhìn thế nào cũng không giống người sẽ bằng lòng đi theo tiên đế, ngược lại hoàng hậu mới là người một lòng say mê hoàng đế, không để hắn tốn bao nhiêu công sức, sau khi khóc ngất ba ngày ba đêm đã đưa ra nguyện vọng muốn cùng hoàng đế bệ hạ hạ tán, ngươi đồng ý rồi. Sao ngươi lại đồng ý? Hoàng hậu một nước muốn tuẩn tán, Bách Lý Thanh chậm rãi nói, bởi vì người không đồng ý trên cơ bản đều đã ngậm miệng. Huống hồ đây chỉ là một phế hậu, cũng sẽ không ai vô vị xen vào. Còn hàng quý phi, xuất gia cạo đầu làm ni cô, đến hành sơn cầu phúc cho tiên đế. Tây lương mạc nhìn bách Lý Thanh, không nhịn được âm thầm thở dài, quả nhiên là lão yêu nghìn năm lòng dạ hẹp hòi đến cực điểm, xử lý người khác thật sự thẳng thắn lưu loát, ân oán rõ ràng. Bách Lý Thanh nhìn thoáng qua một đoạn cổ trắng ngần lộ ra của Tây Lương Mạc, đáy mắt có dòng nước chảy qua, bỗng đổi chủ đề, người mặt nam trang còn mê người hơn cả mặt nữ trang. Tây Lương Mạc cúi đầu nhìn nam trang màu trắng trên người mình, thời buổi đặc biệt, vì hành động cho tiện, từ khi dẫn quỷ quân ra khỏi kinh thành tới thiên dương quan phục kích chính nghìn cường kỵ binh phiên vương, nàng vẫn mặc nam trang hiên ngang, người đang khen ta hay đang chê ta vậy. Tây Lương Mạc đẩy người phía sau, cảm thấy hơi thở của hắn và lên cần cổ nhạy cảm của mình, ngứa râm rang, bách Lý Thanh đang định nhào tới cắn một miếng lên cần cổ trắng như tuyết kia bỗng nghe giọng nói yếu ớt của tiểu thắng tử vang lên phía sau hai người, thiên tuế gia. Thái Bình Đại trưởng Công Chúa mặc đồ tan cầu kiến ngài. Các bạn đang nghe trên kênh nhà đọc truyện. Chương 53, cuộc đời con người ít nhiều sẽ hao tốn vào những người và việc không đáng, tính cũng tính không rõ, tính rõ rồi sẽ thành Phật, Phật vô bi vô hỷ. Bảo ả cút. Bách Lý Thanh bỏ xuống một câu, vùi đầu vào cần cổ trắng nõn của Tây Lương mặt mút một cái. Vâng. Tiểu Thắng Tử gật đầu nhưng còn chần chừ không đi, mong ngóng nhìn Tây Lương Mạc. Đương nhiên hắn biết khi Thiên Tuế gia ở cùng phu nhân, kép nhất bị người ta quấy rầy, nhưng có thể xin phu nhân giúp đỡ được. Tây Lương Mạc nhìn vẻ mặt của Tiểu Thắng Tử. Thấy có chuyện khác thường liền đè bàn tay Bách Lý Thanh đang thò vào trong áo mình lại, Thái Bình đại trưởng công chúa nhất định có chuyện quan trọng, tuy nàng ta ủng hộ thái tử nhưng địa vị rất đặc biệt ngươi vẫn nên đi xem sao đi bách lý thanh thoáng dừng liếc mắt nhìn tiểu thắng tử rồi cười lạnh một tiếng thằng nhãi nhà ngươi càng ngày càng xảo quyệt tiểu thắng tử lập tức cười làm lành không dám không dám ạ à. bách lý thanh cảm thấy tay lương mạc đang khẽ kéo áo mình hắn cũng không tiếp tục nữa buông cơ thể thơm mềm trong lòng ra tiện tay phẩy vạt áo mình ghé vào lỗ tai nhỏ như bạch ngọc của nàng cười như có như không đừng dùng băng vải đè chúng nó nữa ngươi không đau lòng thì bản tọa đau lòng bản tọa tốn bao nhiêu công sức mới sai người để ngươi nuôi nó lớn như thế đè hỏng rồi sẽ tính sổ với ngươi dứt lời hắn xoay người thản nhiên bỏ đi tay lương mặt sửng sốt một lúc lâu mới phản ứng được bách lý thanh nói cái gì nàng lập tức đỏ mặt nhìn bóng người phiêu giật đi xa của người kia tức giận thầm mắng một tiếng không biết xấu hổ nhưng nàng vẫn xoa ngực theo phản xạ không nhịn được thầm nghĩ không thể nào đâu đúng không tốt xấu gì nàng cũng là con gái, vẫn tương đối để ý dáng người mình, dựa theo thể trạng của nàng, bánh bao nhỏ 3 năm trước biến thành bánh bao lớn trắng nõn bây giờ thật sự không dễ dàng. Lại nói tới bên này, sau khi bị tiểu thắng tử gọi ra khỏi chiếu nguyệt tháp, Bách Lý Thanh liền biết vì sao tiểu thắng tử khó xử. Chiếu nguyệt tháp cách thái cực điện nơi hắn thường xử lý công việc không xa. Nay phía thái cực điện đang đèn đuốc sáng ngời, người của cẩm y vệ thay thế cấm quân đứng gác trước điện. Trước điện có một bóng người mặc đồ trắng đang quật cường quỳ thẳng, Thái Bình đại trưởng công chúa mặc một bộ đồ tang, bỏ đi trâm cài, quỳ gối trước cửa, trên tay cầm một cái hộp. Nhóm xưởng vệ muốn đuổi nàng ta đi lại không thể đánh, dù sao thân phận vị đại trưởng công chúa này thật sự quá đặc biệt, chỉ có thể mặc nàng ta quỳ như thế. Lý mật có chút bất đắc dĩ, đối với vị công chúa này hắn vẫn có phần bội phục trong lúc không ít quan viên triều đình và thành viên hoàng tộc đã chết này còn dám trực tiếp biểu đạt yêu cầu của mình không được mấy người như vậy huống hồ còn là một nữ nhân hắn không đành lòng khuyên bảo nàng ta đại trưởng công chúa điện hạ ngài cần gì như vậy cho dù gặp được thiên tuế gia thì có thể thế nào chuyện này không liên quan tới ngươi nếu cửu thiên tuế không muốn gặp bản cung bản cung sẽ quỳ chết ở đây sắc mặt thái bình đại trưởng công chúa tái nhợt nhưng trên gương mặt lạnh lùng xinh đẹp vẫn không giấu giếm ngạo khí của mình. Thái Bình Đại trưởng Công Chúa Dương giọng nói, Thái Bình cầu kiến thiên tuế gia, dứt lời, nàng ta bỗng đụng đầu, bịch một cái về phía đại điện, khi ngẩng đầu lên trên trán đã có một vết đỏ, có thể thấy nàng ta dùng sức đến mức nào. Sau khi thẳng lưng dậy nàng ta lại không chút thay đổi, lạnh giọng lặp lại, Thái Bình cầu kiến thiên tuế gia, nói xong, nàng ta lại dập đầu. Như thế ba bốn lần, trên trán Thái Bình đại trưởng công chúa đã chảy máu đỏ cả khăn tan trắng. Lý Mật thấy vậy có chút không đành lòng, đại trưởng công chúa điện hạ. Lúc này, một giọng nói không âm không dương bỗng bay đến, trưởng công chúa điện hạ, trăng sáng lên cao, ngài cũng rảnh rỗi tới thái cực điện bái nguyệt cơ à, Lý Mật thở vào nhẹ nhõm, hắn thật sự không quen làm khó một nữ tử, còn Thái Bình đại trưởng công chúa thì lập tức quay đầu nhìn về phía Bách Lý Thanh, ánh mắt sáng quắc, thiên tuế gia, cuối cùng ngài cũng đến, bách lý thanh liếc nàng ta một cái, không nói gì, chỉ thản nhiên xoay người đi về phía thái cực điện. Thái Bình đại trưởng công chúa lập tức đi theo. Đến khi vào thái cực điện, bách lý thanh tùy tiện ngồi trên kim loan bảo tọa, một tay chống cầm, một tay đặt lên mặt kim án, lười biến phất tay với người xung quanh. Người của tư lễ dám không chút biểu cảm lui ra ngoài, động tác đều nhịp, lặng lẽ không một tiếng động, giống như rối gỗ không có sức sống. Thái Bình đại trưởng công chúa không khỏi nhăn mày, nàng thích náo nhiệt, cho dù giết người mình ghét cũng phải cực kỳ náo nhiệt, còn người của tư lễ dám, đặc biệt là cận thị bên cạnh Bách Lý Thanh đều như quỷ. Làm cho nàng cảm thấy không thoải mái. Thái Bình đại trưởng công chúa thấy kim điện không một bóng người, lại quỳ phịch một cái xuống đất. Bách Lý Thanh từ trên cao liếc xuống thấy trán nàng ta đầy máu tươi, khóe môi bỗng nhếch lên một nụ cười sâu xa, trưởng công chúa điện hạ, Ngài là hoàng tộc cao quý, dưới đầu gối có hoàng kim, sao có thể quỳ trước một hoàng quan như bản tọa, còn dập đầu như thế? Thái tử điện hạ là hận nhất phải chào bản tọa đấy, ngài không sợ tổn hại tôn nghiêm hoàng tộc của công chúa ngài à? Thái Bình đại trưởng công chúa nhìn về phía Bách Lý Thanh, một lát sau bỗng lạnh giọng nói, thật không? Hay là thiên tuế gia đã quên cái tên Tư Ninh Thanh? Hắn là người của hoàng tộc họ Tư, hơn nữa mẫu thân còn là công chúa chính xuất của hoàng hậu Tây Địch năm đó nếu không có trận biến cố kia, ngôi vị hoàng đế này hắn cũng có tư cách ngồi, Thái Bình đại trưởng công chúa hơi ngừng, nhìn hắn nói từ chữ một, chẳng lẽ ta nói sai à? Thập ngũ ca, dung nhan diễm mỹ tà vọng của người ngồi trên hoàng tọa lập tức xa sầm xuống khi nàng ta nói ra cái tên Tư Ninh Thanh. Hơi thở lạnh lùng tâm tối kia giống như thành hình, càng ngày càng đậm, nàng gần như gặp ảo giác thấy một tia hắc khí từ ánh mắt, từ trên người hắn trường ra như tơ nhện, bò khắp điện thái cực huy hoàng, làm cho đèn đuốc sáng người phải mờ đi. Thái Bình đại trưởng công chúa nháy mắt cảm thấy mình không thể thở được, lão đảo lùi về sau mấy bước mới miễn cưỡng dừng lại. Nàng đè nén nỗi sợ hãi trong lòng, nhìn chầm chầm Bách Lý Thanh. Bách Lý Thanh bỗng phát ra tiếng cười cực kỳ bén nhọn quá dị, ha ha. Âm thanh sắc nhọn chói tai kia làm cho Thái Bình đại trưởng công chúa muốn bịt tai lại, lại sợ hộp gỗ trong tay mình rơi xuống đất đành ngồi xổm xuống ôm lấy cái hộp, đồng thời che tay mình, nhưng tiếng cười yêu dị kia giống như muốn xuyên qua lồng ngực, làm cho nàng đau đến toàn thân run rẩy. Chỉ chốc lát sau, lỗ tai, đôi mắt nàng đã chảy máu tươi, tiếng cười mang theo hơi thở chết chóc này giống tiếng cười của quỷ vọng tới từ địa ngục, vang vọng bốn phương tám hướng, lần đầu. Tiên Thái Bình đại trưởng công chúa cảm thấy sợ hãi cái chết. Nàng từng sợ hãi, từng tuyệt vọng, nhưng chưa bao giờ từng cảm nhận được hơi thở chết chóc không có chỗ nào để trốn thế này. Rất lâu sau cuối cùng Bách Lý Thanh cũng cười xong, hắn lau nước mắt vì cười mà chảy ra trên khóe mắt mình, không nhịn nổi dùng tay áo che miệng, nhìn Thái Bình đại trưởng công chúa gần như thất khiếu đổ máu, nằm rạp trên mặt đất run run, bân quơ nói, thật ngại quá, bản tọa nghe đại trưởng công chúa Điện Hạ kể chuyện cười, thật sự không nhịn được. Ngài hài hước thật đấy. Thái Bình đại trưởng công chúa run rẩy, ý định đứng lên, thử một lúc lâu mới bò dậy được, lau máu trên mặt mình, sắc mặt nàng ta hơi thay đổi, đời này nàng ta còn chưa từng nhìn thấy máu mình, loại cảm giác đáng sợ này làm cho răng nàng va vào nhau lập cập không thể nói chuyện, toàn thân đau đớn tê dại làm cho nàng gần như không ngồi nổi. Nhưng nàng vẫn cắn răng một cái, nhìn về phía Bách Lý Thanh, trung trung nói, thiên tuế gia, bản cung biết ngươi hận mẫu hậu, hận hoàng huynh, hận ta, hận mọi người nhưng mà nhưng mà lẽ nào ngươi cũng hận phụ hoàng sao cả đời phụ hoàng chưa bao giờ tệ bạc với mẫu phi ngươi chỉ vì người quá bất công nếu năm đó người không tệ bạc với mẫu hậu làm cho mẫu hậu cùng đường làm sao mẫu hậu có thể hạ độc thủ với mẫu phi của ngươi không phải ngươi đã báo thù rồi sao năm đó tất cả cung tần hành hạ mẫu phi ngươi đã bị ngươi lọc xương lột da ngay cả mẫu hậu sau khi lên làm thái hậu cũng chưa từng có một ngày thoải mái, muốn sống không được, muốn chết không xong. Lúc trước, nàng thật sự không ngờ cái chết của mẫu hậu mình có bất cứ liên hệ nào với Bách Lý Thanh, cho đến ngày ấy nhìn thấy cảnh hoàng huynh chết thảm có phần tương tự với cái chết của mẫu hậu. Sau khi mẫu hậu chết, giữa trán chui ra một con sâu, lúc ấy nghĩ rằng có người nguyền rủa mẫu hậu, nay nhớ lại chỉ e mẫu hậu triền miên trên giường bệnh hơn 10 năm không chỉ đơn giản vì bệnh nay thù của ngươi đã báo còn muốn thế nào nữa phụ hoàng còn mấy cháu trai ngoại trừ thái tử chỉ còn hai đứa bé của định viễn vương phủ thái bình đại trưởng công chúa cắn răng nói trưng trưng nước mắt ta chỉ xin ngươi có thể nể tình trên người còn chảy dòng máu của phụ hoàng giữ lại mạng sống cho thừa kiền còn nữa nhìn vẻ mặt do dự của thái bình đại trưởng công chúa bách lý thanh hiếm khi nào tâm trạng tốt mà hỏi à còn gì nữa Thái Bình đại trưởng công chúa cắn răng, còn nữa. Để hắn giữ lại thân phận một hoàng tử đi, hắn là người kiêu ngạo như vậy, nếu không có thân phận hoàng tử chỉ sợ sẽ tình nguyện chết cho xong, Bách Lý Thanh nghe vậy lại không nhịn được thấp giọng cười, Thái Bình đại trưởng công chúa sợ hãi mở to mắt, cảm giác đáng sợ vừa rồi còn ở trên người, nàng ta lùi về phía sau theo bản năng. Nhưng lần này Bách Lý Thanh tương đối kiềm chế, chỉ mỉm cười nói, à, chuyện đó liên quan gì tới bản tọa? Thái Bình đại trưởng công chúa nhịn cảm giác sợ hãi, hỏi. Chuyện gì, chuyện này liên quan gì tới bản tọa? Hắn muốn chết, có lẽ bản tọa còn có thể ban cho hắn một cái danh thái tử, tốt xấu gì cũng bảo vệ cái danh thái tử. Bách Lý Thanh Tao Nhã đứng lên, nếu đây là điều ngươi muốn nói với ta, vậy trưởng công chúa Điện Hạ có thể về rồi. Đương nhiên, nếu ngài muốn đập đầu đến chết ở Thái Cực Điện cũng không phải không thể, dù sao nơi này chưa bao giờ thiếu máu của các đại thần tử gián, nay thêm một công chúa coi như cũng là một đoạn truyền kỳ. Lời hắn nói vừa nhẹ nhàng vừa ác độc, nhưng Thái Bình đại trưởng công chúa lại biết người trước mặt chắc chắn có thể làm được chuyện ác độc hơn gấp một vạn lần, nhìn Bách Lý Thanh vượt qua mình đi về phía ngoài điện, cuối cùng nàng ta cắn răng một cái, mở cái hộp trên tay, lấy dũng khí lớn tiếng nói, thập ngũ ca, ngươi không muốn biết rốt cuộc ngự quý phi nương nương đã chết thế nào à. Năm đó tuy là mẫu hậu dẫn người tới ra tay nhưng đó là vì Tây Địch có người bán đứng quý phi nương nương. Cho nên quý phi nương nương mới bị mẫu hậu tìm được, hơn nữa. Nàng nghĩ một lát, cuối cùng vẫn đưa mọi thứ nàng cho rằng hữu dụng ra, cố chấp nói, hơn nữa, những gì hoàng huynh nợ ngươi ngươi đã lấy về, thiên hạ này đã ở trên tay ngươi, nhưng bên Tây Địch lại như hổ trình mồi, dù gì ta đã ở Tây Địch 10 năm, năm đó nếu ở đó không có nhân mạch của mình chỉ sợ đã không còn mạng sống. Nay những mạng lưới này, cộng thêm một phần bản đồ phòng thủ Tây địch trộn được từ chỗ lão hoàng đế, vốn lấy tới cho thừa kiền. Giờ cho ngươi hết. Bách Lý Thanh dừng bước, bóng dáng mịt mù làm cho Thái Bình đại trưởng công chúa không dám nhúc nhích, ngừng thở, chỉ sợ sát khí âm u trên người người kia ngay một giây sau sẽ hóa thành hàng ngàn hàng vạn lưỡi giao thiên đao vạn quả nàng. Một lúc lâu sau, Bách Lý Thanh bỗng lạnh lùng nói, vì sao ngươi tìm bản tọa mà không đi cầu xin trinh mẫn, cầu xin nàng chẳng phải dễ hơn ta sao, Thái Bình đại trưởng công chúa sửng sốt, sau đó cười khổ, bởi vì nàng là người bạn duy nhất của ta, đời này chỉ có nha đầu kia nhìn ta thuận mắt. Ta nhìn cũng thuận mắt. Nàng ta không nói nhiều, nhưng một lát sau Bách Lý Thanh lạnh nhạt liếc nàng ta một cái, bản tọa có thể để tư thừa kiền không chết, nhưng chỉ là không chết mà thôi, nếu nói thái bình đại trưởng công chúa không thất vọng thì là giả nhưng nàng cũng biết hắn đã nhượng bộ cử thiên tuế chưa bao giờ chịu bị uy hiếp chỉ nhận trao đổi hơn nữa công bằng hay không phải xem tâm trạng của hắn nghi ngờ hắn tuyệt đối không có kết quả tốt cho nên nàng đặc biệt bội phục tây lương mạc lúc trước cũng dám bán mình cho một yêu ma đáng sợ như thế thái bình đại trưởng công chúa gật đầu khẽ thở ra một hơi vẻ mặt nghiêm túc nhẹ giọng nói đa tạ thập ngũ ca, bách lý thanh lạnh nhạt ngắt lời, nếu ngươi muốn thằng nhãi tư thừa kiền đó còn đủ tay chân thì đừng gọi bản tọa như thế, bản tọa chưa từng có tỉ muội Thái Bình đại trưởng công chúa cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng vẫn cười khổ, cũng đúng, ngay cả ta cũng cảm thấy mình không xứng gọi thiên tuế gia như thế, hắn bỗng lãnh đạm hỏi, có đáng không, tuy suy nghĩ. Của Bách Lý Thanh thay đổi rất nhanh nhưng Thái Bình Đại trưởng công chúa lại biết hắn đang nói gì. Chỉ cười khẽ giống như tự dễu, hoặc nên nói là ưu thương, không đáng, vẫn luôn không đáng, chỉ là cuộc đời con người ít nhiều sẽ hao tốn vào những người và việc không đáng, tính cũng tính không rõ, tính rõ rồi sẽ thành Phật, Phật vô bi vô hỷ, bách lý thanh thoáng ngừng, không nhiều lời nữa mà tao nhả rời đi. Thái Bình Đại trưởng Công Chúa suy sụt ngồi dưới đất, nhắm đôi mắt cay xè. Cung thành huy hoàng, đất trời mênh mông, trong nháy mắt này dường như trống trải cô đơn cô đơn đến mức làm cho nàng cảm thấy vô cùng mỏi mệt. Nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma. Cuối cùng nàng vẫn không thể ngăn cơn sóng dữ này, chỉ biết ngôi vị hoàng đế vẫn ở trên tay hoàng tộc họ tư. Cuối cùng nàng đã không làm phụ hoàng thất vọng, không phụ danh hiệu đại trưởng công chúa này của nàng. Ông đây là đường ranh dời gần đây tiểu bạch lại béo, gần đây A cửu buồn bực, tóc ngọc cung. Tây Lương Mạc và Lý Mật Lúc vệ cùng đám tâm phúc ủng hộ Bách Lý Thanh đang căng thẳng nghị sự. Kế tiếp chính là trấn an người nhà triều thần. Ừm. Lễ đăng cơ của thập lục hoàng tử chuẩn bị thế nào rồi? Thưa phu nhân, lễ đăng cơ của thập lục hoàng tử đã được chuẩn bị thỏa đáng từ trước. Nay chỉ chờ tất cả triều thần trở về vị trí là có thể tuyên cáo thiên hạ. Ừ, bảo tấn bắt vương trong coi 30 vạn đại quân phiên vương cho kỹ. Đừng có gây ra chuyện gì. Vâng. Tây Lương Mạc thương lượng hầu hết mọi chuyện với người bên cạnh xong ngẩng đầu nhìn trời đã thấy vào canh ba, không nhịn được ngáp một cái, Lý Mật nhìn Tây Lương Mạc không khỏi nói, chi bằng phu nhân đi nghỉ. Ngơi trước đi. Đã nhiều ngày nay ngài chưa được nghỉ ngơi cho tốt. Từ lúc Tây Lương Mạc đánh một trận phục kích thật đẹp, lại bắt được kỵ binh còn lại của đối phương, Sai Chu Vân Sinh dùng nhiếp hồn thuật điều khiển đổ lôi và mười mấy tiểu đội trưởng kỵ binh, xông thẳng vào đại doanh ba phiên vương, giết tấn ninh vương đông dương vương ép tấn bắc vương đầu hàng người của tư lễ giám và cẩm y vệ đều hết sức bội phục nữ tử mới chỉ 17, 18 tuổi này huống hồ phu nhân là người thiên tuế gia coi trọng nhất cho nên hiện giờ không có ý kiến gì khi tây lương mạc trực tiếp tham gia chính vụ quân vụ ngược lại bên phía quỷ quân bọn họ muốn tránh hiềm nghi không muốn tham gia vào đây nên chỉ để Chu Vân Sinh vốn đã thuộc tư lễ dám tới cùng Tây Lương Mạc thảo luận việc này. Tây Lương Mạc cũng biết thể lực mình không chống đỡ nổi nữa, nhớ tới Hà Ma Ma xem mạch cho nàng xong rồi dài mặt ra, nhất thời có chút bất đắc dĩ, chỉ gật đầu, được, các ngươi phân loại những chuyện còn lại trước đi, lát nữa thiên tuế gia trở về nói cho hắn là được. Nàng nghĩ nghĩ rồi lại nói, đừng làm việc quá lâu, nhiều ngày nay mọi người đều vất vả, tiếp đây chúng ta còn không ít chuyện phải làm, túc vệ ho khẽ một tiếng, phu nhân yên tâm, chúng ta sẽ sớm để thiên tuế gia về nghỉ ngơi, mọi người đồng loạt nở nụ cười, tây lương mặt hơi đỏ mặt, xoay người rời đi, chỉ là, nàng vừa mới ra khỏi lều đã thấy tấn bắc vương tư ninh ngọc dẫn mấy thị vệ thiếp thân của mình đứng cách đó không xa, đang nhìn chầm chầm phía cung điện, không biết, đang nghĩ cái gì, tây lương mặt hơi nheo mắt lại, đi tới cười với hắn, Sao hôm nay Tấn Bắc Vương lại có tâm trạng tới Tốc Ngọc cung thế này?" Tư Ninh Ngọc vừa thấy nàng liền lạnh lùng hỏi, "Bản cung đã làm theo yêu cầu của ngươi, nay đại quân Tấn Ninh, Đông Dương đều đã được bản vương tiếp nhận, nhưng ngươi cũng biết loại hợp nhất này là nhờ hai Tấn Ninh Vương, Đông Dương Vương dịch dung mà ngươi phái ra giả vờ bị bệnh, nếu có lúc bị vạch trần, ngươi và ta đều không có kết cục tốt. Đặc biệt là hiện nay bản vương không ở trong quân, càng dễ gặp chuyện không may." rốt cuộc bao giờ ngươi mới thả bản vương ra ngoài thành. Tây Lương Mạc nhìn Tư Ninh Ngọc, chậm rãi nói, vương gia cần gì sốt ruột, Đông Dương Vương và Tấn Ninh Vương đều là vương thúc của ngươi, tuổi tác đã cao, nay đường xá xa xôi, con người có họa phúc sớm tối, nếu trên đường xảy ra chuyện gì không ai cam đoan được, đúng không? Tư Ninh Ngọc sửng sốt, sau đó nhăn mày, ngươi muốn cho Tấn Ninh Vương và Đông Dương Vương chết bệnh bất đắc kỳ tử. Nhưng bọn họ đều dẫn con trai theo, hơn nữa hai vị công tử đều thiện chinh chiến. Đất Tấn An và Đông Dương còn có thế tử gia trấn giữ, bản vương không thể nào hợp nhất 20 vạn người này. Tây Lương Mạc nhìn hắn, bỗng nhướng mày, Đông Dương Vương và Tấn Ninh Vương đều có hai vị công tử thiện chiến đi theo, Tư Ninh Ngọc gật đầu, đúng thế, trong mắt Tây Lương Mạc thoáng lên một tia sáng, sau đó cười vỗ vai hắn, rất tốt, vô cùng tốt, đa tạ Tấn Bắc Vương báo lại chi tiết. Những chuyện khác tạm thời ngài không cần quan tâm, đại quân tấn bắt sớm hay muộn sẽ là của ngươi, giờ cứ an phận ở đây nghỉ ngơi là được. Dứt lời, nàng xoay người bỏ đi, hoàn toàn không có ý định ở lại nói chuyện với hắn, tấn bắt vương nhìn người trước mặt nói đi là đi, không khỏi lại cáo, gào lên sau lưng tây lương mạc, ngươi cho rằng cửu thiên tuế ở kinh thành làm mưa làm gió là có thể làm gì được ở tấn an và đông dương à, nằm mơ, tây lương mạc lại làm như hoàn toàn không nghe thấy, càng đi càng xa, tấn bắc vương giận đến nghiến răng, dậm chân cả giận nói, tiểu tử này thật đáng giận, nếu đang ở tấn bắc, nhất định phải lột quần áo. Gọt trọc đầu hắn. Cho tới tận bây giờ, vẫn chưa ai có thời gian nói cho tấn bắc vương thân phận thật sự của Tây Lương Mạc, khụ khụ, vương gia, ngài nên chú ý hình tượng của mình một chút đi, vị này. Chỉ sợ ngài động không nổi. Đổ lôi không biết từ chỗ nào được người đỡ đi tới, ho khẽ một tiếng, trong lòng thở dài nghỉ, năm đó hắn thương hại lão vương gia tuổi già mới có con lại không thể hưởng phúc con cháu được bao nhiêu, tư ninh ngọc tuổi nhỏ đã mất cha, hắn giúp tỷ tỷ dạy dỗ tấn bắc vương nhiều năm. Có lẽ vì quá nuông chiều nên bây giờ tính tình còn trẻ con. Tư ninh ngọc hừ lạnh với đổ lôi, ngoại tiên sinh nói vậy thì không nói làm gì, vì sao cửu cửu cũng nói thế, lẽ nào bản vương hao tổn nhiều kỵ binh trong tay hắn bị tiểu tử ngang ngược đó uy hiếp cũng đều bỏ qua khi đó ngài trúng mê hồn tà thuật không biết hắn đáng ghét thế nào lại dám bảo một gã nam nhân nằm lên người ta buồn nôn chết được không hiểu vì sao tư ninh ngọc cảm thấy người bên cạnh mình đột nhiên đều bên vực tây lương mạc nhất là khi tây lương mạc còn là một thiếu niên nhìn có vẻ nhỏ hơn cả mình trong lòng hắn cực kỳ bực bội gương mặt tuấn tú chảy dài chỉ có đôi mắt nhỏ dài là hiện lên một tia lạnh như băng đỗ lôi thấy ánh mắt hắn lại cảm thấy đau đầu thắng bại là chuyện thường của binh gia bại trong tay quỷ quân truyền kỳ dưới trướng lam đại nguyên soái hắn dù bại cũng thấy vinh dự cho nên hiện nay đỗ lôi không có bao nhiêu căm hận quỷ quân ngược lại còn có phần bội phục đám tây lương mạc samuel bạch khởi còn trẻ đã có thủ đoạn cao minh nhưng đỗ lôi lòng dạ rộng lớn không có nghĩa tư ninh ngọc được hắn nuôi từ bé cũng là một người như thế đỗ lôi nhăn mày nói ngài muốn làm gì đây đang là địa bàn của cửu thiên tuế hắn đang bị trọng thương tuy tây lương mạc đã sai y giả bộ giả tới trị liệu cho hắn nhưng vết thương trên người không phải một hai ngày là khỏi ngay được nay thấy ánh mắt kỳ lạ của tiểu bá vương nhà mình hắn không thể không lo lắng tư ninh ngọc dù không thể coi là hoành hành ngang ngược nhưng cũng có một chút xảo quyệt như cửu cửu là hắn khi còn trẻ hắn từng làm không ít chuyện thương thiên hại lý bây giờ tuổi hơi lớn rồi mới kiềm chế hơn nhiều cháu trai của hắn càng không phải kẻ dễ bắt nạt. Tư Ninh Ngọc cười cười nhìn đổ lôi, nhẹ nhàng bân quơ nói, có chuyện gì được, cửu cửu cứ yên tâm, bản vương biết đây là địa bàn của cửu thiên tuế, dứt lời, hắn đi lên đỡ lấy đổ lôi đang đứng không vững, ngài đi nghỉ sớm đi, dưỡng thương cho tốt mới được, thấy đổ lôi nửa tin nửa ngờ đi rồi Tư Ninh Ngọc mới cười thảy một cái, trong đôi mắt già nhỏ hiện lên một tia sắc lạnh, lén lút đi theo hướng Tây Lương Mạc trời đi bởi vì tư ninh ngọc đi theo ở xa nên tây lương mạc và người bên cạnh nàng không chú ý tới mình mọc thêm cái đuôi tây lương mạc trở về nội điện tốc ngọc điện phát hiện bên trong tối đen nàng ngáp một cái đang định gọi người vào thắp đèn đã thấy một bóng người cao gầy ngồi trong nội điện có điều không thắp nến tây lương mạc sửng sốt sau đó trong lòng cảm thấy khác thường bỏ qua ý định đốt đèn người kia đã không thắp đèn chứng tỏ không muốn người khác nhìn thấy bộ dạng của mình Nàng ngồi xuống bên cạnh người kia, đặt tay lên ngực hắn dịu dàng hỏi, "Sao vậy?" Thái Bình đại trưởng công chúa nói gì đó không dễ nghe sao? Bách Lý Thanh cầm bàn tay mềm đặt lên ngực mình, thản nhiên nói, "Nàng ta gọi một tiếng thập ngũ ca, Tây Lương mặc lập tức hiểu ra, đứng lên hai tay ôm lấy vai hắn, nhẹ nhàng nói, "Chỉ tại Thái Bình đại trưởng công chúa choáng đầu nên nhận người thân linh tinh thôi, bây giờ ngươi chỉ có một huynh trưởng, một thê tử, lấy đâu ra tỷ tỷ muội muội?" nhiều năm qua chưa bao giờ muốn nhận thái bình đại trưởng công chúa si mê tư thừa kiền đến choáng đầu rồi hay sao mà lúc này dám nhận bách lý thanh năm đó thì sao năm đó bách quan ai chẳng biết tiên đế có một đôi con trai sinh đôi xinh đẹp cực kỳ được yêu thương nhưng khi bọn họ bỗng nhiên lấy thân phận hoạn quan xuất hiện trước mặt mọi người cao thấp dân chúng triều đình có ai nhớ được hai đứa trẻ bị người thân làm nhục này là hoàng tử đang chảy dòng máu hoàng tộc thuần khiết chính thống hơn bất cứ ai khác. Một tiếng thập ngũ ca này sẽ chỉ làm Bách Lý Thanh tức giận, làm cho hắn oán hận, kích động bóng tối trong lòng hắn, khơi dậy một mặt đáng sợ nhất. Bách Lý Thanh lặng lặng ngồi, để mặt nàng ôm mình vào lòng, một thân thể mềm mại quen thuộc, giống như biển cả dịu êm chậm rãi bao trùm lên trái tim cứng rắn lạnh ngắt của hắn. Hắn nhắm mắt lại, để cho mình chìm vào trong đó, dần dần tan đi một thân lạnh giá, giống như người bị đông cứng ngồi bên đống lửa ấm áp, tuyết dần dần tan đi trên tứ chi cứng nhắc. Không biết bao lâu sau, Tây Lương Mạc bỗng nghe thấy người trong lòng thản nhiên nói, Thái Bình muốn dùng nhân mạch của nàng ta tại Tây Địch và bản đồ bố trí phòng thủ của Tây Địch để đổi lấy mạng của Tư Thừa Kiền, động tác của Tây Lương Mạc hơi cứng lại, than một tiếng, có đáng không, đây hẳn là thứ bảo mệnh của Thái Bình đại trưởng công chúa nếu có hai thứ kia bất kể tương lai ai cầm quyền thiên triều cộng thêm thân phận và địa vị đặc biệt của nàng ta cả đời nàng ta sẽ vinh hoa phú quý bình an vui vẻ mà tư thừa kiền thì chưa bao giờ có nổi nửa phần tình ý với nàng ta đến tận bây giờ cũng chỉ có lạnh nhạt bằng tính cách kiêu ngạo của hắn chỉ sợ đến chết cũng hoàn toàn không có bất cứ cảm kích gì với hành động của thái bình đại trưởng công chúa bách lý thanh cười khẽ trong tiếng cười có dửng dưng có khinh miệt, cũng có một chút gì đó Tây Lương Mạc nghe không rõ. Ta cũng hỏi nàng ta như thế, nàng ta lại nói. Bách Lý Thanh thoáng dừng, cuộc đời con người ít nhiều sẽ hao tốn vào những người và việc không đáng, tính cũng tính không rõ, tính rõ rồi sẽ thành Phật, Phật vô bi vô hỷ. Tây Lương Mạc nghe vậy bỗng có chút buồn cười, càng nhiều hơn là tự dẻo, vậy chẳng phải chúng ta cũng thành Phật hết rồi à, sau đo mọi chuyện, luôn tính toán được mất, được cho là khôn khéo rõ ràng, đây chẳng phải chính là hắn và nàng sao? Ngay cả phần tình cảm này lúc trước chẳng phải nhờ tính kế lẫn nhau mới có được đấy thôi. Ngay từ lần đầu gặp mặt, nàng tính toán lợi dụng hắn để bò lên trên, hắn tính toán lợi dụng nàng để lấy được lệnh bài Lam gia. Bách Lý Thanh cười khẽ, bóng tối làm cho nàng không thấy rõ gương mặt hắn, chỉ nghe thấy tiếng cười trầm thấp của hắn, sau đó hắn mới chậm rãi nói, cho dù chúng ta là Phật cũng là Phật hoan hỷ, đã nghe tới chưa? đại thánh tự tại thiên, Phật hoan hỷ chủ Việt Nam nữ giao hợp, tương kiến hoan hỷ, tương giao nhập Phật, tương cấu thành Phật, tương truyền quốc vương, bì na dạ già dạ, tôn sùng đạo bà la môn. Tàn nhẫn thành tính, giết chóc Phật tử, thích ca mâu ni phái ra đệ tử xinh đẹp quyến rũ, bì na dạ già dạ, ngày ngày giao hoang, bì na dạ già dạ, say trong nữ sắc, cuối cùng bị mỹ nhân chinh phục mà quy theo Phật giáo, trở thành chủ tôn chúng kim cương trên Phật đàn, được xưng làm bất động minh vương còn mỹ nhân kia chính là minh phi. Tay lương mặt cảm thấy ngón tay thon dài của hắn đang chậm rãi đẩy vạt áo mình ra, bất giác đỏ mặt, khẽ lầu bầu, nói mới thấy ngươi có chút tương tự bì na dạ già dạ tàn bạo kia, đầu ngón tay bách lý thanh từ vạt áo nàng chậm rãi trượt lên sống lưng trắng như tuyết của nàng. Chóp mũi cao thẳng khẽ ngửi trên cổ nàng, ngửi thẳng xuống ngực nàng, thờ ơ nói, ừ, vậy ngươi làm minh phi của bản bì na dạ già dạ vương cũng được cứ dùng hết chiêu số pháp bảo tới để hầu hạ bản vương vui vẻ, bản vương sẽ chỉ say bên cạnh ngươi, không đi đại khai sát giới, được không? Tây lương mặt ho khẽ một tiếng, chỉ sợ hầu hạ không nổi, không thử xem làm sao biết được, bản bất động minh vương lại cảm thấy trình độ của minh phi ngươi đã dần dần tinh tiến rồi. Đang nói, Bách Lý Thanh ngẩng đầu hôn lên đôi môi mềm mại của nàng. Nỉ non trên môi nàng. Ông đây là đường ranh giới muốn nổi bảo, Đầu này trong cung điện tình tình ái ái, đầu kia trong một cung điện bí mật đương nhiên cũng có cảnh xuân vô hạn. Lưu danh điện cũng lộ trắng phấp với như tất cả cung điện khác, nhìn có vẻ vô cùng bi thương. Đương nhiên đây chỉ là nhìn có vẻ mà thôi. Ưm. Ừ. Tiếng nữ tử mềm mại trên khẽ mang theo một tia xuân sắc lượng lờ giữa không gian trắng toát này, tiếng thở dốc và tiếng thân thể đụng vào nhau làm người ta mặt đỏ tía tai, dù rất bình thường nhưng cũng quyến rũ khác thường. Phương Lan Phương Lan Ngươi dịu dàng một chút, ta chịu không nổi Giọng nữ mềm mại quyến rũ hoàn toàn không một chút kiên kỵ, chỉ đầy thích thú Không kiên nể gì cả Đúng vậy, dù sao hiện giờ còn ai nên hưởng thụ thời gian tốt đẹp này hơn nàng nữa Kim Tiệp Dư gắn gượng thở ra một hơi, nghiêng người trong lòng tình lan Mặt đối phương dịu dàng giúp mình lau mồ hôi trên trán Nàng ngẩng đầu nhìn tình nhân, lười biến cười duyên, Phương Lan của ta, ngươi thấy ta có đẹp không? Phương Quang nhìn Kim Tiệp Dư xinh đẹp mềm mại trong lòng. Nở nụ cười chiều chuộng, còn ai đẹp hơn kiều kiều của ta được nữa? Dung mạo của Kim Tiệp Dư mỹ lệ như hồng hạnh tháng năm, cũng giống tên của nàng, nàng cười khẽ, ánh mặt cực kỳ đông đưa, có đẹp hơn tiện nhân hàng quý phi kia không? Phương Quang nhàn nhạt nói, ngươi sắp làm thái hậu rồi, còn so đo gì với nữ nhân sắp làm ni cô kia nữa? Kim Tiệp Dư hừ lạnh một tiếng, kéo cánh tay Phương Quang, làm sao? Ngươi vẫn nhớ đến ả hàng quý phi ngang ngược kia à, không sai, nàng sắp làm thái hậu, hoàng tử của nàng rất nhanh thôi sẽ là người tôn quý nhất đế quốc này. Phương Quang khẽ vuốt bả vai trắng nõn của nàng, mỉm cười, còn ai hợp lòng ta hơn Kiều Kiều được nữa, chỉ là Kiều Kiều muốn cả đời bị cửu thiên tuế giám sát à. Các bạn đang nghe trên kênh nhà đọc truyện. Chương 54, Kim Tiệp Dư nằm trên người Phương Quang, vương đầu ngón tay sơn móng màu hồng phấn vẽ vòng tròn thiêu gợi trên lồng ngực quyến rũ của hắn cửu thiên tuế chỉ là một hoạn quan nay thế lực của hắn như mặt trời ban trưa nếu bản cung không dựa vào hắn hoặc nên nói nếu bản cung không có tác dụng với hắn thuận nhi lại còn nhỏ làm sao hắn có thể lựa chọn thuận nhi đăng cơ nay ta và thuận nhi là cô nhi quả phụ đợi thuận nhi lớn rồi đến lúc tự mình chấp chính sẽ xảy ra chuyện gì còn phải nói sau Phương Quang thấy Kim Tiệp Dư như vậy liền mỉm cười, kiều kiều. Thuận Nhi còn nhỏ, bây giờ ngươi còn yên bình, nếu sau này để cho cửu thiên tuế và trinh mẫn quận Chúa phát hiện các ngươi có ý đồ khác sẽ không xong đâu. Kim Tiệp Dư chậm rãi nói, ít nhất trong vòng 10 năm bọn họ sẽ không làm gì mẹ con ta. Dứt lời, nàng ta thoáng dừng, ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, sao thế, Phương Quang, ngươi có vẻ rất chán ghét cửu thiên tuế và trinh mẫn quận chúa thì phải tên của Kim Tiệp Dư là Kim Kiều Kiều, là con gái huyện lệnh thất phẩm, lúc trước sau khi tuyển tú tiến cung, không có thế lực chống lưng đành làm một cung nữ tư chế tầm thường. Bề ngoài của nàng ta tuy không thể nói là diễm quan quần phương nhưng có một gương mặt mềm mại yêu kiều trời sinh, dáng người thước tha, lại cực biết nhìn mặt đoán lòng, gợi niềm vui của người khác, từ nhỏ đã được cha mẹ nâng trong lòng bàn tay, chọn cho cái tên là Kiều Kiều, ở địa phương nhỏ coi như thiên chi kiêu nữ không ngờ bị bắt vào cung làm một nô tỳ. Đương nhiên nàng không cam lòng, Kim Kiều Kiều rất nhanh đã phát huy sở trường của mình, cộng thêm một đôi tay khéo léo dỗ thượng cung có phần coi trọng nàng. Đặc biệt đề cử nàng cho hàng quý phi. Hàng quý phi thấy nàng có tri thức hiểu lễ nghĩ, bề ngoài tuy xinh đẹp nhưng tính tình mềm yếu, lại có tay nghề chế tạo trâm cài rất tốt, trâm cài do nàng chế tạo cực kỳ hoa mỹ tinh xảo nên mới nhận vào cung của mình để sử dụng. Bình thường nhìn thấy tuyên văn đế tới cung của hàng quý phi nàng luôn làm ra vẻ lãng tránh, khiến cho người cảnh giác như hàng quý phi cũng yên tâm về nàng. Hơn nữa, nàng rất biết cách nịnh hót, còn giúp hàng quý phi dùng kế đối phó tầng phi khác, lâu dần nàng tìm được cơ hội quyến rũ tuyên văn đế thích luyện đang thích song tu. Ở trong cung hàng quý phi cùng tới bảo địa cực lạc. Tuyên văn đế rất thích mỹ nhân mềm mại thế này, trực tiếp phong kim kiều kiều làm mỹ nhân có phong hào, còn ban thưởng ở cung điện khác. Lúc này hàng quý phi mới biết dưới khóe mắt mình xuất hiện phản đồ, đương nhiên hận Kim Kiều Kiều muốn chết, chỉ tội trong tay Kim Kiều Kiều nắm giữ quá nhiều bí mật của nàng ta, tuy trong lúc tranh đấu Kim Kiều Kiều thường ở thế hạ phong, nhưng hoàng đế luôn thương hại nàng dịu dàng ôn hòa, Kiều Mỹ săn sóc, hoàn toàn trái ngược với hàng quý phi diễm lệ ngang ngược. Hàng quý phi không có cách nào lập tức giết chết nàng, hai người như nước với lửa sau đó kim kiều kiều sinh con trai phong làm tiệp dư tam phẩm lại quy hàng cửu thiên tuế nên càng thuận buồn xuôi gió nàng ở trong cung chịu nhiều ngày nghèo hèn nên thức thời hơn hàng quý phi kiêu căng tự hiểu được tình cảnh của mình không vì phương quan xúi dục mà mất đi lý trí phương quan thấy nàng nói vậy ánh mắt hơi lạnh xuống nhưng hắn cúi đầu rất nhanh không để kim tiệp dư trông thấy sự chán ghét trong mắt hắn trong đầu cũng nhanh chóng xoay chuyển suy nghĩ Kim Tiệp Dư thấy hắn im lặng, trong lòng càng nghi ngờ, ngồi dậy khỏi người hắn nhìn hắn, Phương Quang, ngươi và Trinh Mẫn quận chúa từng có khúc mắc gì à, trực giác sâu sắc của nàng làm cho nàng nhận thấy điểm kỳ lạ rất nhanh. Phương Quang than khẽ một tiếng, ánh mắt có phần bất đắc dĩ, không, không có gì, chỉ vài ngày trước, Trinh Mẫn quận chúa muốn. Hắn do dự rồi mới nói, Trinh Mẫn quận chúa muốn ta tới hầu hạ nàng ta một thời gian, Kim Tiệp Dư sửng sốt, đáy mắt hiện lên một tia tức giận, nàng đứng lên cầm áo choàng trắng khoác lên người. Lạnh lùng nhìn hắn, thế nào? Ngươi đồng ý rồi, sau đó nàng lại nở nụ cười châm chọc, cũng đúng, ngươi đồng ý là phải rồi, trinh mẫn quận chúa tốt hơn biết bao nhiêu lần so với đám quả phụ chúng ta, nay địa vị của nàng ta rất đặc biệt, quan trọng hơn thái hậu tương lai bù nhìn như ta nhiều, phương quan nhìn kim tiệp dư, không vội an ủi mà chỉ liếc nàng, lạnh lùng nói, nếu Kiều Kiều muốn ta đi hầu hạ quận chúa thì ta đi là được, nếu biết người trong lòng của ta khinh thường ta như thế, ta cần gì khổ sở đắc. Tội trinh mẫn quận chúa quyền thế ngập trời chỉ vì một người khinh thường ta. Hắn thoáng dừng, cười tự dẻo, cũng đúng, dù sao ta vốn là một con hát, một món đồ chơi mà thôi, cho ai chơi cũng đều là chơi cả, dứt lời, hắn đứng thẳng dậy mặc quần áo, kim tiệp dư không ngờ phương quan đột nhiên lạnh nhạt như thế nhất thời tay chân hoảng loạn, đứng dậy đưa tay kéo hắn, vừa thẹn vừa giận, ngươi làm sao thế, nói vậy thôi, vì sao nói trở mặt là trở mặt ngay được, ta chỉ hỏi chút thôi mà, phương quan mặc quần áo nhìn kim tiệp dư, trên gương mặt xinh. Đẹp lạnh như băng mang theo chút buồn bã, hỏi chút thôi. Nữ nhân các ngươi đều như nhau. Khi cần ta thì nói cười dịu dàng, khi bảo các ngươi vứt bỏ vinh hoa phú quý lại chưa từng có ai bằng lòng cùng ta lưu lạc thiên nhai, ngược lại còn nói xấu ta cấu kết với người khác một khi đã vậy ta thỏa mãn tâm nguyện của ngươi là được dứt lời hắn phất tay áo bỏ đi kim tiệp dư sửng sốt nhìn bóng lưng phương quang nhất thời không biết nên nói gì cho phải nàng và phương quang chỉ theo như nhu cầu thấy hắn hầu hạ hàng quý phi trong lòng khó chịu mới quyến rũ hắn đối với tâm tư nữ tử hắn nắm vô cùng chắc trên giường cũng khiến nàng cảm nhận được dịu dàng vô tận không ngờ hắn lại có tâm tư này với nàng lưu lạc thiên nhai kim tiệp dư cười khổ bất kể nàng có ham phú quý hay không nàng tuyệt đối không thể lưu lạc thiên nhai với bất cứ kẻ nào nhưng nói không cảm động cũng là giả đến với hoàng đế chỉ vì vinh hoa phú quý vì kiếp này không khốn khổ chết trong cung mới cuối mình hầu hạ nàng tưởng trái tim mình đã bị rèn luyện rắn như sắc lạnh như băng ai ngờ những lời của phương quan lại làm cho nàng mềm lòng chua xót lại nghĩ tới dáng vẻ vừa rồi của Phương Quang, giống như thật sự mặc kệ tất cả, đi hầu hạ trinh mẫn quận chúa, trong lòng Kim Tiệp Dư không khỏi càng khổ sở, hận mình bất lực, lại ghen tị trinh mẫn quận chúa đã có quyền thế vinh quang vô thượng còn muốn cướp mất một chút ấm áp của mình. Bên này Kim Tiệp Dư đang âm thầm tưởng tượng, bên kia Phương Quang ra khỏi lưu danh điện, vẻ buồn bã trên mặt lập tức biến sạch sành xanh. Hắn lạnh lùng hừ một tiếng, trong mắt hiện lên vẻ bẩn cợt. Phương gia, Kim Tiệp Dư không dễ đối phó như Hoàng hậu Nương Nương và Hàng Quý Phi đâu. Một bóng người như quỷ không biết xuất hiện phía sau Phương quan từ bao giờ, người kia mặc một bộ trang phục đại thái giám nhị phẩm, lại cúi đầu làm cho người ta không nhìn rõ gương mặt hắn. Phương quan chậm rãi đi trên con đường không một bóng người, vẻ mặt khinh miệt và lạnh nhạt, nữ tử trong thâm cung. Chỉ có một nam nhân làm sao thỏa mãn sự cô đơn của bọn họ, chỉ khác là hoàng hậu và hàng quý phi đều là nữ nhân kiêu ngạo, tưởng mình có thể lấy thúng úp voi, đùa bẩn người khác. Trong lòng bàn tay nên mới dễ dắt mũi. Còn kim tiệp dư từ bên dưới bò lên, đương nhiên cảnh giác hơn, nhưng nữ nhân đều như nhau, ham quyền lực lại đa tình, ả đã ngã gục dưới người ta, để ta nắm trong lòng bàn tay chỉ còn là vấn đề thời gian, dùng ả để đối phó cửu thiên tuế và trinh mẫn quận chúa là không gì tốt hơn. Không biết thái giám kia muốn hất hắn một chậu nước lạnh hay muốn kiềm chế hắn mà nói một câu, xem ra trinh mẫn quận chúa là người duy nhất phương gia khó có thể nắm giữ thân thể phương quan cứng đờ hắn dừng bước quay đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm thái giám kia hơi thở âm độc lạnh giá trong mắt hắn lập tức làm cho đại thái giám rùng mình một cái giống như bị rắn độc theo dõi hắn tức khắc tự tác lên mặt mình phương gia đều tại tiểu nhân lắm miệng ngài tha cho tiểu nhân đi liên tục tác mười mấy bạc tai phương Quang mới hừ lạnh một tiếng được rồi thái giám kia mới dừng tay Càng cuối cái mặt sưng vù, phương quan xoay người nhìn về phía tốc ngọc điện, quán độc trong mắt càng sâu. Đúng vậy, nữ nhân kia đúng là khác người. Có điều, nhất định vì lúc trước hắn cho rằng nàng ta chỉ là quý tộc tầm thường như Thái Bình Đại trưởng Công Chúa. Dùng phương pháp quyến rũ để tiếp cận nàng ta mới chọc giận nàng ta, nếu dùng phương pháp khác, chưa chắc nàng ta có thể chạy thoát khỏi tay hắn cho nên mới nói nữ nhân lạnh ngắt đúng là loại sinh vật đáng ghét nhất trên đời. Bên trong tốt ngọc điện hoàn toàn tối om, một đôi đang giao gáy triền miên, đúng lúc tình nồng, Tây Lương Mạc không biết có người đã hận chết nàng, nhưng nàng biết Tây Lương Mạc bỗng đè lên đầu vai Bách Lý Thanh, không cho hắn lột quần áo mình, ghé vào tai hắn nói nhỏ, có người đang nhìn lén. Trực giác nữ tử xưa nay cực chuẩn, vừa rồi nàng luôn cảm thấy có chút bất an, nghiêng tai lắng nghe mới phát hiện bên ngoài có tiếng quần áo ma sát rất nhỏ. Bách Lý Thanh thay đổi tư thế, ông nàng lên người mình cười khẽ, ta biết, không cần để ý tới tên tấn Bắc vương ngu ngốc kia, có lẽ tới xem đêm hôm khuya khoắc chúng ta đang làm hoạt động gì, tên ngu ngốc kia chắc đến giờ còn tưởng Tây Lương Mạc là nam nhân, nói không chừng còn tưởng Tây Lương Mạc là nam sủng của hắn. Tấn Bắc vương Tư Ninh Ngọc tự chạy tới thám thính tin tức à. Tây Lương Mạc nhăn mày, bảo đám mị lục đuổi hắn đi, Bách Lý Thanh lười biến nói, trong phòng đang tối thế này, hắn không nhìn thấy gì hết, để ý tới hắn làm gì, nói xong dùng một tay ấn tay lương mạc về phía mình. Thứ vũ khí cứng rắn kia đột nhiên xông vào trong cơ thể mềm mại của mình làm tay lương mạc không nhịn được hô lên một tiếng, đỏ mặt đấm một cái lên ngực hắn, ngươi điên rồi à. Ngươi không cần làm người ta còn cần đây, tên biến thái này, thích nhất làm loại chuyện biến thái này. Bách Lý Thanh cười khẽ hưởng thụ cảm giác vui thích khi nàng căng thẳng siết chặt hắn. Nha đầu ngươi tưởng làm nữ thánh quyến rũ bì na dạ dạ vương thích giết chóc đơn giản vậy sao? Nếu một chút giác ngộ lấy thân săn hổ còn không có thì làm sao tu thành đại cảnh giới được? Tây lương mạc thấy toàn thân vừa nóng vừa lạnh, dưới sự khiêu khích ác ý của hắn toàn thân run run lại không thể làm gì. Lão yêu ngàn năm này một khi dịu dàng là không ai có thể chống lại được, làm cho người ta cảm thấy như bị ngâm trong mật nước một khi tùy hứng phát điên là làm cho người ta vừa hận vừa giận thật sự muốn bóp chết hắn nhưng hắn luôn có thể thu tay trước khi chạm vào ngòi nổ của ngươi rất khiến người ta vừa bất đắc dĩ vừa mang một chút ngọt ngào phức tạp bị hắn dạy dỗ càng ngày càng không biết xấu hổ cho đến khi ép buộc chết người ta nếu không muốn người ta nghe thấy âm thanh yếu mềm ngọt ngào đó thì đừng lên tiếng bách lý thanh trêu tức ghé vào tai nàng nói nhỏ động tác càng ngày càng hung ác Tay lương mặt đỏ bừng mặt, thân mình run rẩy. may là nàng không thắp đèn, nàng cắn một cái lên vai hắn tỏ vẻ trả thù, tên khốn nhà ngươi. Ngươi đang trêu đùa hắn hay đang đùa ta vậy? Nàng phần nào có thể đoán ra Bách Lý Thanh lại nảy thói quen ác độc trêu đùa người khác, nhưng nàng cảm thấy mục tiêu trêu ghẹo chính của hắn vẫn là nàng, dưới ánh trăng lạnh lẽo, có người ngồi sổng ở góc tường không nhịn nổi nôn ra, quẹ, tư ninh ngọc nôn xong lập tức lấy khăn lau miệng, ném cái khăn đó đi, sắc mặt trắng bịch chảy mất trong đầu luôn quanh quẩn hình ảnh vừa nhìn thấy hoặc nên nói là nghe thấy hắn nghe một lúc rồi không nhịn được nữa phải bỏ chạy lúc trước hắn đã hoài nghi tiểu tử kia nhìn rất ẻo lả không ngờ thật sự dựa vào bò lên giường cửu thiên tuế mới có được địa vị quyền thế hiện nay nghĩ đến thôi đã cảm thấy buồn nôn vậy mà lúc trước cửu cửu và ngoạ tiên sinh còn kính để hắn nói hắn là thiếu niên anh hùng lại nghĩ đến một thái giám và một nam nhân ở kia điên loan đảo phượng, cả tiếng thở dốc rất nhỏ vừa nghe thấy, tư ninh ngọc ghê tẩm cực kỳ. Loại người như thế còn dám dùng thủ đoạn ti bị uy hiếp hắn giúp cửu thiên tuế. Sớm muộn gì hắn cũng khiến tiểu tử thối kia xấu mặt một lần, vạch trần bộ mặt thật của tiểu tử thối đó. Ông đây là đường ranh giới bất đắc dĩ, thời đại cũ, thời gian cũ luôn như tuyết tan dưới ánh mặt trời, không còn tung tích dân chúng không quan tâm ai cầm quyền, ai là hoàng tử chính xuất huyết thống thuần khiết. Bọn họ chỉ quan tâm ai có thể cho bọn họ một cuộc sống tốt. Trong lúc bên trong hoàng cung xảy ra cuộc tranh phạt máu tanh kịch liệt, dân chúng kinh thành đều đóng cửa, chết cũng không ra, chỉ cần không phải ngoại tộc xâm phạm. Không liên lụy đến mình thì coi như không biết gì hết, mặc kệ bên ngoài hô giết mấy ngày liền. Cho đến một ngày, có tiếng chiên trống thùng thùng vang vọng thắp kinh thành, giống như ném một hòn đá vào mặt nước tĩnh lặng tạo thành vô số gợn sóng đó là tiếng chiên trống mà nha dịch được thuận thiên phủ doãn phái ra gõ để thông báo tân hoàng đăng cơ vang khắp phố lớn ngõ nhỏ vì thế dần dần có người thò đầu ra thăm dò đi tới đầu đường người càng ngày càng nhiều nhìn ngã tư đường sạch sẽ ánh mặt trời chói chang mọi người có cảm giác như đã trải qua mấy đời từ tân chủ đăng cơ có vẻ tất cả mưa gió đã trôi qua. Tân chủ đăng cơ, ban bố ân chỉ, vạn dân nghe chỉ. Trên mỗi một con đường lớn có giọng nói sắc nhọn của công công ban chỉ quanh quẩn, tuyên cáo thời đại của tân đế đã đến, nhưng thời đại này là tốt hay xấu, có thể kéo dài bao lâu thì không ai biết, dân chúng chỉ biết hoàng đế của bọn họ chưa đầy 2 tuổi, còn bú sữa, mẹ đẻ kim tiệp dư đăng cơ làm thánh mẫu thái hậu, hoàng hậu trước kia thì được sắc phong làm mẫu hậu hoàng thái hậu, vị mẫu hậu hoàng thái hậu này rất nhanh đã có thụy hào trinh liệt hiếu từ tuệ cung mẫn thuận huệ hoàng hậu bởi vì nàng tuẩn tán đây là vị hoàng hậu tuẩn tán đầu tiên trong mấy trăm năm thiên triều thành lập ngay cả mấy triều đại trước cũng chưa từng nghe nói có hoàng hậu tuẩn tán bởi vậy từ đó về sau vị hoàng hậu nương nương này được xưng làm trinh liệt hoàng hậu còn danh hiệu của tân đế là thuận đế thay đổi niên hiệu thành tân chính bởi vì tân đế còn nhỏ Tiên đế Sắc Phong Kim Thái hậu buông rèm chấp chính. Nguyên thủ tọa tư lễ giám, Thái tử Thái phó, đô chỉ huy sứ Cẩm y vệ, Cửu Thiên Tuế Bách Lý Thanh làm thủ phụ vương phụ chính, Nguyên cửu hoàng tử Sắc Phong làm Ninh vương, cũng thành thái phó của Thuận đế, dưới nữa là thượng thư chính nhất phẩm của sáu bộ. Đồng thời, trong biên chế quân đội Thiên triều lặng lẽ xuất hiện một vệ đội đặc biệt, Phi Vũ Quỷ vệ, nó độc lập với tất cả hệ thống chỉ huy, giống như Cẩm y vệ trực tiếp nghe lệnh Cửu Thiên Tuế. Hoặc nên nói là nghe lệnh phu nhân nhỏ bé xinh đẹp không thường xuyên lộ diện bên cạnh Cửu Thiên Tuế. Đương nhiên, trước mắt đây vẫn là một bí mật. Mặt trời vẫn ngày ngày dâng lên, mặt trăng cũng ngày ngày lặn xuống, khói lửa biên quan không bay tới kinh thành, trong tiếng bàn luận sôi trào, một số chuyện bí mật lớn thuộc về thời đại trước đã mất đi theo phần lớn nhân vật phong vân gây kích động, bức màn lớn dần hạ xuống. Nhưng vẫn có những kẻ không cam lòng ẩn núp trong bóng tối, lặng lặng nhìn mặt nước có vẻ phản lặng kia đợi thời cơ hành động. Hừ, tên tư thừa kỳ ngu ngốc kia đúng là vô dụng. Đường đường thái tử chính thống lại để đế vị bị cướp mất. Giọng nữ tử lanh lãnh vang lên trong ngõ nhỏ rất dài, nhưng tiện xé bố cáo dáng trên tường xuống. Người nói chuyện không nhỏ giọng chút được à, ngại tay sai tư lễ dám chưa đủ nhiều hay sao? Giọng nam lạnh như băng ngắt lời nói khinh miệt của cô gái. Cô gái lập tức mềm giọng nói, "Giáo Hoàng đại nhân, ngài đừng nóng giận, chẳng phải nơi này đều là người của chúng ta hay sao?" Dứt lời, nàng ta cúi đầu đá hai nha dịch nằm trên mặt đất, ngẩng đầu nịnh nọt, "Xem này, Giáo Hoàng đại nhân, bọn chúng còn chưa chết hẳn đâu, lát nữa ta bảo hạ nhân mang về cho ngài luyện công được không?" Nam tử tuấn mỹ mặc một bộ đồ trắng lạnh lùng liếc nhìn nàng ta một cái, "Tư Hàm Hương, thứ bản tọa bảo ngươi luyện ngươi luyện đến đâu rồi?" gương mặt búp bê xinh đẹp của tư hàm hương cứng đờ, giáo hoàng đại nhân. Tư lưu phong nắm cầm nàng ta, ánh mắt âm u, ngươi cũng biết nội đan của bản tọa mỗi ba ngày cần độ khí một lần, lần này ngươi định kéo dài tới khi nào, trong đôi mắt to của tư hàm hương tràn đầy cầu xin. Giống như lấy dũng khí nói, ta không muốn. Không muốn hầu hạ nam nhân khác, bọn chúng khiến ta cảm thấy ghê tởm. Chúng ta dùng phương pháp khác để tu tập khí nội đan được không? Tư Lưu Phong khó lường nhìn nàng, ngươi không muốn hầu hạ nam nhân khác, vậy ngươi muốn hầu hạ ai? Tư Hàm Hương cắn môi, gương mặt xinh đẹp đỏ lên, lấy dũng khí nói, ta chỉ muốn hầu hạ ngươi, lần đầu tiên của ta chẳng phải đã cho ngươi sao, chắc, nàng ta vừa dứt lời đã bị một cái tác của Tư Lưu Phong đánh ngã xuống đất, gương mặt nhỏ nhắn lập tức sưng đỏ lên. Cái miệng nhỏ cũng chảy máu, có thể thấy một cái bạc tai vừa rồi của Tư Lưu Phong dùng nhiều sức đến mức nào. Tư Hàm Hương rưng rưng nước mắt. Kaka, ca ca, đừng để bản tọa nghe thấy ngươi gọi bản tọa như thế lần nữa. Bản tọa chỉ có một Muội Muội. Nàng ngây thơ lương thiện. Muội Muội đã chết trên tay ngươi. Tư Lưu Phong từ trên cao nhìn xuống nàng ta, trong mắt chỉ có sự tàn nhẫn lạnh giá. Trong lòng Tư Lưu Phong, Tư Hàm Ngọc khác với Tư Hàm Hương, tuy đều là Muội Muội nhưng Tư Hàm Ngọc là con vợ cả, hơn nữa bề ngoài cũng giống Lão Đức Vương như hắn hai huynh muội từ nhỏ đã tình cảm tốt, thậm chí sau khi Tư Lưu Phong biết Đức Vương Phi là hung thủ hại chết mẫu phi của hắn, hắn cũng chưa từng oán hận muội muội đã chết này, ngược lại còn càng thương tiếc người con gái ngây thơ mất sớm kia. Giáo Hoàng Giáo Hoàng Đại Nhân Tư Hàm Hương sợ hãi rụt lui thân thể, càng nhiều vì đau lòng, cảm giác đau lòng này làm cho gương mặt xinh đẹp của nàng ta có vẻ cực kỳ điềm đạm đáng yêu mê người, nàng thương hắn như thế, vì sao hắn lại làm như không thấy, nàng đã hối hận lúc trước giết tư hàm ngọc. Nay nàng đã ra sức bù lại, vì sao hắn vẫn đối xử với nàng như vậy? Tư Lưu Phong nhìn ra sự thống khổ của nàng ta lại vẫn tác thêm muối lên đó, không phải ngươi muốn bản tọa tha thứ cho ngươi sao? Vì sao không luyện khí nội đang cho bản tọa đi, ngươi nên biết thể chất của ngươi tốt nhất để làm lò luyện đan, chỉ cần ân ái với nam tử, thu được càng nhiều khí huyết của bọn họ thì đăng khí trong cơ thể ngươi càng nặng, bản tọa dùng bao nhiêu thánh vật dược liệu sang quý lên người ngươi, nay ngươi lại bảo bản tọa vô duyên vô cớ lãng phí. Nếu biết ngươi là phế vật thế này, lúc trước bản tọa hoàn toàn có thể tìm nữ tử khác làm lò luyện đăng khí. Từ hàm hương nghe vậy lập tức mặt mày trắng bệch, giáo hoàng đại nhân, không phải hương nhi không muốn luyện đăng khí cho ngài, nay nàng chỉ có hắn, nếu hắn vứt bỏ nàng, Nàng sẽ sống không bằng chết?" Tư Lưu Phong lạnh lùng hỏi. "Thật không?" Tư Hàm Hương gật đầu khẳng định. "Thật." Tư Lưu Phong châm chọc nhếch khóe môi, "Rất tốt, vậy ngươi luyện ngay ở đây đi." Tư Hàm Hương mở to mắt không dám tin, "Ngài nói cái gì?" Nàng không thể tin được hỏi lại. Tư Lưu Phong đá hai nha dịch vừa bị Tư Hàm Hương siết cổ ngất đi, cười tàn nhẫn, "Bản tọa nói luyện ngay ở đây đi, không phải ngươi nói người chúng ta ở bên ngoài canh chừng sao?" hơn nữa ngay cả mị dược bản tọa cũng đã chuẩn bị xong cho ngươi rồi tư hàm hương tái mặt nhìn tư lưu phong rất lâu cuối cùng vẫn chậm rãi cúi đầu một giọt nước mắt rơi trên mu bàn tay nàng ta nàng ta nhẹ giọng nói tất cả nghe ngài sai bảo khi trong ngõ nhỏ vang lên tiếng trên vô liêm sĩ của nam nữ tư lưu phong đứng bên ngoài nhìn người đến người đi trong mắt hiện lên một tia chán ghét tiểu tiện nhân tư hàm hương này còn dám muốn hầu hạ hắn không nhìn xem thân thể bị ngàn người ngủ vạn người cưỡi kia bẩn thỉu đến mức nào lúc trước không giết ả báo thù cho tư hàm ngọc giữ lại cái tiện mệnh cho ả chỉ vì ả có cùng mạch máu với mình dùng ả để tu tập tà công trong quyển sách phụ thân để lại rồi rút nội lực từ đan điền của ả là có thể tránh được thương hại khí nội đan nhưng tiện nhân đó là đầu sỏ giết hàm ngọc hại trinh mẫn trở mặt bỏ hắn làm cho hắn bị đuổi giết khắp nơi hắn tuyệt đối không để tiểu tiện nhân đó sống yên ổn. Ước chừng qua nửa canh giờ, cuối cùng tư hàm hương chống tường chậm rãi đi ra từ ngõ nhỏ, sắc mặt gầy yếu tái nhợt thất thần, ánh mắt lại nhìn chầm chầm tư lưu phong, khó khăn nói, xong rồi, tư lưu phong thản nhiên liếc nàng ta nói, nếu có lần sau, trong ba ngày không thể tu tập được khí nội đan thì số lần tiếp khách của ngươi ở mẫu đơn cắt sẽ tăng gấp đôi, thân thể mềm mại của tư hàm hương chấn động, sau đó nàng ta cúi đầu nhẹ giọng nói, hương nhi đã biết tư lưu phong nhịn sự chán kết vỗ đầu vai nàng ta dịu dàng nói chỉ cần ngươi ngoan ngoãn bản tọa sẽ để ngươi luôn ở bên cạnh bản tọa tư hàm hương gật đầu lại bỗng ngẩng đầu nói ca ca nếu chúng ta bắt được tây lương mạc có thể giao ả cho ta không lời tư hàm hương nói làm cho tư lưu phong nhăn mày lạnh lùng nhìn nàng ta một lát ngươi điên rồi à cho dù nàng phải chết cũng không tới lượt ngươi động thủ khi nói chuyện bỗng nghe thấy cách đó không xa có tiếng ngựa phi trên đường, người của cẩm y vệ đi trước mở đường. Có người cao giọng quát lớn người xung quanh nhường đường, người không nhiệm vụ tránh ra, phi vũ đốc vệ phụng chỉ đi thái miếu phụng tế, trong mắt tư lưu phong hiện lên một tia sáng khác thường, lập tức quay mặt lại nhìn về phía đường lớn không xa, đám người rộn ràng nhốn nháo đã bị người của cẩm y vệ và thuận thiên phủ doãn ngăn ở ven đường. Một đám kỵ sĩ mặc quần áo đen theo hoa bỉ ngạn hùng hổ phóng như bay, hộ vệ một bóng người yểu điệu ở giữa. Tuy người đó mặc nam trang, anh khí hơn dáng vẻ dịu dàng ngày xưa nhiều. Còn che mặt, nhưng hắn vẫn có thể nhận ra người kia là ai. Tây Lương Mạc. Ánh mắt Tư Lưu Phong đầy những cảm xúc phức tạp, hắn lạnh lùng nhìn nàng đi xa. Ngoại trừ hắn, Tư Hàm Hương cũng nhận ra phi vũ đốc vệ đó là ai. Tư Hàm Hương nhìn chồng chọc bóng dáng nàng đi xa, trong mắt hiện lên một tia oán độc. Tây Lương Mạc, tiện nhân nhà ngươi dựa vào cái gì ngươi vinh quang phong cảnh, chỉ nhờ quy phục cửu thiên tuế cho nên mới đắc ý như thế. Còn nàng thì lưu lạc tới trong bụi bậm, thậm chí cả ca ca cũng luôn nhớ thương tiện nhân hủy hoại tất cả của hắn là ngươi. Sẽ có một ngày nàng nhất định sẽ khiến tiện nhân đó quỳ gối dưới chân nàng, khóc lóc cầu xin, sống không bằng chết. Ông đây là đường ranh giới, Tây Lương Mạc không biết có người đang tính làm cho nàng chết không được tử tế, có điều cho dù biết có lẽ nàng cũng chẳng quan tâm. Người muốn nàng chết không phải chỉ một, hai người, đây gọi là rận nhiều hết ngứa, nợ nhiều không lo, đến một người giết một người, đến một đôi giết cả đôi là được. Húng hồ nay nàng đã nhận chức phi vũ đốc vệ, để xây dựng quỷ quân một lần nữa. Đây là lúc đám Samuel, Chu Vân Sinh, Túc Vệ và đám thống lĩnh chính bộ đang bận tối mày tối mặt. Ví dụ như chuyện phụng tế hôm nay vốn nên do tiểu hoàng đế tự mình tới thái miếu ai ngờ đêm qua tiểu gia thuận đế gặp ác mộng tè dầm hôm nay không chịu rời khỏi vòng tay vú nuôi khóc đến ruột gan đứt từng khúc làm cho kim tiệp dư cũng không còn cách nào chỉ có thể mời thủ phụ cửu thiên tuế điện hạ giúp đỡ soạn chỉ để người khác thay thuận đế đi phụng tế phong cảnh gần thái miếu không tệ bách lý thanh thấy thời gian qua tây lương mạc luôn chui trong thư phòng nếu không thì chạy tới đại doanh quỷ quân mệt đến mức ngã lưng là ngủ hắn có lòng để nàng tới thái miếu giải sầu cho nên gọi nàng đi ai ngờ vừa phụng tế xong tỉnh quốc công lại đặc biệt phái người mời nàng trở về truyền lời có vẻ cực kỳ thận trọng làm nàng còn tưởng vị lão phu nhân của nhà mình cuối cùng cũng thông suốt thăng thiên mà đi thì ra vì muốn mượn người bộ chữ tiền của quỷ quân của nàng dùng chút từ lúc bách lý thanh lấy được bản đồ bố trí phòng thủ của lão hoàng đế tây địch từ chỗ đại trưởng công chúa Hắn sai người truyền tin cho Tỉnh Quốc Công, ý là để Tỉnh Quốc Công đến cầu xin hắn. Không ngờ Tỉnh Quốc Công không bỏ qua thể diện được, tình nguyện đi tìm khuê nữ không thân thiết với mình, hơn nữa tin tức của người bộ tiền luôn linh thông nhất, nói không chừng còn đáng tin hơn bản đồ mười mấy năm trước trên tay Bách Lý Thanh. Tây Lương Mạc nghĩ nghĩ, không ngờ giữa hai người này đấu khí còn chưa chán cảm thấy cha già trên trời rơi xuống này của nàng tuy không có trách nhiệm lại bạc tình một chút nhưng đánh giặc quả thật có ngón nghề riêng hơn nữa mấy ngày nữa sẽ phải xuất chinh nên sai người giao tất cả tình báo và bản đồ địa hình mà bộ chữ tiền lấy được từ tây địch cho tỉnh quốc công bản thân lại chui vào doanh trại thí nghiệm ở thành tây của quỷ quân cho đến khi mặt trời lặn mới hồi phủ không biết mình đã phá hoại kế hoạch của phu quân nhà mình quận chúa cuối cùng ngài cũng về Thiên Tuế gia đợi ngài đã lâu. Tiểu Thắng Tử ngồi sổng trước cổng lớn, khó khăn lắm mới thấy Tây Lương Mạc, lập tức chạy tới giúp nàng giữ cương ngựa. Các bạn đang nghe trên kênh nhà đọc truyện. Chương 55, từ Tây Lương Mạc cười nhìn Tiểu Thắng Tử, xoay người xuống ngựa, nhân tiện ném roi ngựa cho hắn, nàng vừa đi vào phủ vừa kéo khăn che mặt xuống, trước mắt, người của phi vũ quỷ vệ còn quá ít, trước khi mở rộng lực lượng nàng và người của chính bộ đều tạm thời giữ bí mật nhất định thì tốt hơn, cho nên nàng ra vào phủ thiên tuế đều mặc nam trang, che mặt, tây lương mặc dùng tay áo lau mồ hôi, hôm nay thời tiết thật sự quá nóng, nàng cúi đầu là có thể ngửi được mùi. Khác thường trên người mình. Tây lương mặc nghĩ nghĩ rồi nói với tiểu thắng tử, ta đi thay bộ quần áo trước rồi đi tìm gia nhà ngươi sau, người kia quá thích sạch sẽ. Nếu bẩn thiểu tới đó nhất định sẽ bị hắn chê cười và ghét bỏ. Tiểu Thắng Tử đưa roi ngựa cho tiểu thái giám bên cạnh, hắn buông tầm mắt nói: "Phu nhân, lần này Thiên Tuế gia đợi ngài lâu lắm rồi, lâu dài, hắn phát hiện Thiên Tuế gia không thích bọn họ gọi Tây Lương Mạc là tiểu thư theo thói quen, nên đổi gọi Tây Lương Mạc là phu nhân." Tây Lương Mạc cười cười nhìn tiểu Thắng Tử. Không quá để ý, đợi lát thôi, rất nhanh, nàng vẫn hạ quyết tâm đi tắm trước. Tiểu Thắng Tử nhìn hai người mỹ tinh bạch ngọc cũng mặc nam trang đang trừng mắt với hắn hắn cũng biết cô nương cực kỳ không thích ăn mặc lôi thôi đành bất đắc dĩ nói vâng mời phu nhân nhanh một chút tay lương mạc cười cười chờ nàng từ trong hồ nước tắm rửa xong nhẹ nhàng khoan khoái đi ra đã thấy một bóng người cao gầy đang ngồi bên ngoài cửa sổ phòng tắm xem tấu chương không biết đã đến đây bao lâu từ lúc bách lý thanh thành thủ phụ đại thần lại gặp buổi rối loạn tấu chương mỗi ngày càng nhiều thêm cũng may hắn đã quen, chỉ có ban đêm ngủ muộn hơn chút, tây lương mạc khó tránh khỏi đau lòng, có hai ngày từng lấy một ít tấu chương từ chỗ hắn tới phê duyệt, may là lúc trước nàng có chút kinh nghiệm, dưới sự chỉ dẫn của hắn cũng có thể giúp hắn phê duyệt một ít. Chỉ là, sau đó vội vàng mở rộng phi vũ quỷ vệ nên không có thời gian rảnh để giúp hắn. Nay thấy hắn bỗng tới đây chờ nàng tắm rửa, nàng không khỏi ngạc nhiên, vừa lau tóc vừa ngồi xuống chiếc ghế trúc tinh xảo đối diện hắn cười trêu ghẹo, sao thế? Mới một ngày thôi đã nhớ ta rồi à, ở đây chờ thành hòn vọng phu rồi, Bách Lý Thanh không chút biểu cảm nói, hừ, ta hỏi ngươi, có phải ngươi đưa tình báo Tây Địch ở chỗ bộ tiền tới cho lão già Tây Lương không? Tây Lương mặt sửng sốt, sau đó mới phản ứng lại, từ hôm nay Ninh An đặc biệt tới Thái Miếu mời ta về một chuyến, quốc công gia có chuyện muốn hỏi, ta nghĩ dù sao bọn họ cũng đi bảo vệ quốc gia, hơn nửa ngày kia sẽ xuất chinh nên cho rồi. Bách Lý Thanh cười lạnh hai. Tiếng, ngươi tốt bụng quá nhỉ. Đã quên trước kia lão già đó đối xử với ngươi thế nào? Tây Lương Mạc giật mình, nhíu mày nhìn về phía Bách Lý Thanh, da, hôm nay ngươi uống nhầm thuốc à, ai oán thế làm gì? Gương mặt diễm lệ của Bách Lý Thanh lập tức chảy dài, không quan tâm đến nàng nữa. Tây Lương Mạc thấy vị da này lại khó ở, bắt đầu giận dỗi, nàng liếc mắt nhìn tiểu thắng tử. Tiểu thắng tử vội vàng chạy tới nhẹ giọng nói, quốc công gia vốn muốn tới chỗ thiên tuế gia xin tấm bản đồ bố trí phòng thủ của lão hoàng đế Tây Địch. Tiểu thắng tử nói rất có kỹ xảo, Tây Lương Mạc tức khắc hiểu được vì sao, đại hồ ly này vốn muốn làm khó lão cha từ trên trời rơi xuống của nàng, không ngờ cha già của nàng không muốn bị con rể kinh bỉ, cho nên trực tiếp tìm tới nàng, kế hoạch của đại hồ ly bị phá hỏng, không vui nên tới đây chờ nàng tính sổ, Tây Lương Mạc thầm buồn cười vị gia này và lão cha già của nàng thật sự giống hai đứa nhỏ đang giận dỗi vậy nàng sát tới gần cọ lên bả vai hắn nhẹ nhàng khẽ khàng nói bỏ đi còn giận dỗi với quốc công gia làm gì ta cũng không biết tính toán của ngươi chuyện đã qua cả rồi còn tức giận cái gì đôi khi tây lương mạc cảm thấy ở bên vị gia này mình như đàn ông Trước kia ở Tây Lương gia khí chất dịu dàng uyển chuyển tuy chỉ là giả vờ nhưng tốt xấu gì cách nói năng cũng giống tiểu thư khuê các đoan trang thanh nhã, sau khi ở bên vị gia này, nàng cảm thấy mình ngày càng giống đàn ông, Bách Lý Thanh cười khẩy một tiếng, ta cũng không dám giận phi vũ đốc vệ của chúng ta, ngài là nhân vật lớn cơ mà, Bách Lý Thanh phất bàn tay trên vai mình ra. Lại lạnh nhạt nói, mấy ngày nay luôn nhìn thấy phu nhân nhà mình mặt không chút biểu cảm, ngủ như heo, chảy cả nước miếng ta nghĩ nếu không đến xem phu nhân lúc mở mắt là như thế nào, sợ là ta cũng quên mất phu nhân thật ra cũng giống người, chứ không phải một con heo biết ngủ chảy nước miếng, lời trào phúng này trực tiếp so sánh Tây Lương Mạc với heo, cố tình người kia còn dùng dáng vẻ tao nhã nói ra, làm cho Tây Lương Mạc nghẹn họng, liên tục cười gượng. Tây Lương Mạc cũng biết mình đuối lý, vốn đã nói sẽ giúp Bách Lý Thanh lại nửa đường bỏ gánh làm chuyện của mình. Trong 10 ngày này không phải hắn trở về nàng đã ngủ, thì cũng là hắn dậy nàng đã đi rồi. đến giờ hồ ly tinh ngàn năm hẹp hòi lại mồm miệng độc ác này mới nổi bảo coi như đã nể mặt nàng. a cửu chờ phi vũ quỷ vệ xây dựng xong chúng ta coi như có quân đội chính hệ đúng không? bận một thời gian này xong chúng ta sẽ tới thu sơn nghỉ hè chơi đùa vài ngày được không? tây lương mặt sáng tới lấy lòng ghé mặt lên vai hắn cắn vành tai hắn nàng đã nói hắn làm sao lại bực bội nhăn mặt với nàng vì cha già của nàng được. Thì ra cáu gắt vì mấy ngày nay nàng bận rộn, không có thời gian bầu bạn với hắn. Ừm, có lẽ trong lòng nàng ngày càng giống đàn ông, nhưng nàng rất thích tính tình nóng nảy thích ghen tuông này của hắn. Bách Lý Thanh bị nàng cắn thân thể khẽ rung lên, sau đó hắn lẳng lặng đặt tấu chương trong tay xuống, cầm bút viết lên vài chữ, lạnh lùng nói, ngươi đi sơn trang nghỉ hè với người chính bộ của ngươi đi, để bọn họ làm phu quân của ngươi bản tọa nghỉ hè với những phu nhân công tử hậu viện tây lương mạc nghe giọng hắn nói vẫn cay nghiệt nhưng một chút run rẩy vừa rồi lại không gạt được nàng liền nằm trên lưng hắn không ngừng cố gắng cắn vành tai hắn ngậm vành tai mềm của hắn nói a cửu phu nhân công tử hậu viện của ngươi thông đồng thành đôi cả rồi ngươi tội gì quấy rầy uyên ương cô đơn có điều nếu ngươi nhất định muốn ta đi nghỉ hè với quỷ quân thì ta đi cũng được dù sao trong quỷ quân cũng không ít mỹ nhân. Lời Tây Lương Mạc còn chưa dứt đã cảm thấy trời đất xoay chuyển, khi nàng phản ứng lại đã bị Bách Lý Thanh đè bên dưới, hồ ly ghen tuôn phía trên đang dùng đôi mắt âm mị âm u liếc nàng, tiểu hồ ly lẳng lơ. Ngươi dám? Đôi mắt to của Tây Lương Mạc công công, cười khẽ, vì sao không dám, không phải ngươi không quan tâm ta nữa sao, dứt lời, nàng vương tay ôm lấy cổ hắn, cố ý dùng giọng mềm nhũng nói, ngươi không quan tâm đến ta thì ta đi giải nhiệt với người khác vậy, hôm nay hiếm khi nàng về sớm, có lòng đùa với đại hồ ly này, khi đang nói, vạt áo ngực của nàng không biết vô tình hay cố ý đã hé mở ra, từ góc độ Bách Lý Thanh nhìn xuống vừa vặn thấy bên trong ngay cả cái yếm đặc chế mà nàng. Thích nhất cũng chưa mặc. Chỉ có một mảnh cảnh xuân tuyết trắng. Bách Lý Thanh làm sao có thể không nhận ra kỹ xảo nho nhỏ của nàng, cười khẩy một tiếng, cuối đầu cắn lên cần cổ trắng nõn của nàng, tiểu hồ ly nhà ngươi càng ngày càng không biết điều, cũng phí ta thấy ngươi ngày ngày vất vả, ban đêm không nở làm phiền ngươi, tự cố gắng chịu đựng để ngươi nghỉ ngơi, lại thấy ngươi chỉ chạy qua lại giữa quân doanh, thư phòng mới để ngươi đi thái miếu giải sầu. Ngươi thì giỏi rồi, về đại hoanh phi vũ quỷ vệ của ngươi thì thôi, còn cho lão già tây lương vô ngôn kia nhân tình lớn như thế. Ngươi có biết ta vốn muốn dùng bản đồ trong tay để đổi một đám thợ đóng tàu trong tay lão không? Tây Lương mặt sửng sốt, thợ đóng tàu. Ngươi muốn đóng tàu làm gì? Bách Lý Thanh vừa vươn ngón tay dài lạnh lão kéo áo nàng xuống khỏi vai vừa chậm rãi nói, Tây địch dựa núi gần biển, người Tây địch am hiểu thủy chiến, sơn chiến, càng am hiểu rời bến thương hành, nhiều đảo lớn nhỏ, không thích hợp trồng trọt. Cần dựa vào thương mậu với thiên triều ta và thương mại với các nước hải ngoại để bổ sung tài nguyên. Nay đột nhiên phát động chiến tranh, 50 vạn nhân gần như là tất cả quân lực của bọn chúng, cần rất nhiều lương thảo, mà sau khi khai chiến với triều ta, con đường thu hoạch lương thảo tiếp viện từ triều ta đã cắt đứt. Cho nên, người muốn thành lập thủy quân, từ kênh đào lớn đi xuống, tới hải phận của đối phương đánh với bọn họ một trận thủy chiến. Đời trước Tây Lương Mạc từng nghiên cứu không ít việc chính trị quân sự giữa hai nước, lập tức hiểu được Bách Lý Thanh muốn làm gì. Bách Lý Thanh lại vươn một bàn tay chậm rãi kéo vạt áo bên kia của nàng. Từ từ nói, đúng vậy, năm đó rồi lão già Tây Lương đó đánh mấy trận với Tây Địch, có thắng có thua, sau đó từng bắt được một số đông thợ đóng thuyền của Tây Địch. Vì thường xuyên phải xuất hành đường biển nên người Tây Địch rất tôn kính và nể trọng thợ đóng thuyền, để lên mặt với đối phương, lão đã bắt hết đám thợ thuyền này về triều ta, giam giữ đã lâu, còn ép bọn họ đóng thuyền cho kênh đào của chúng ta, hắn thoáng dừng, nhìn chầm chầm cảnh xuân mê người trước mặt, không biết đang nhớ lại chuyện cũ hay chuẩn bị động thủ, khai tiệc. Chỉ thờ ơ nói, đám thợ đóng thuyền này vốn không muốn ở đây, nhưng sau đó Lam Đại Nguyên soái cho bọn họ trợ cấp vô cùng tốt, còn tìm thê tử cho bọn họ, đến khi Thái Bình Đại trưởng công chúa gã đi, hai nước nghị hòa, hầu hết bọn họ đã có gốc có rễ, có nhà ở thiên triều. Không ít người không muốn về Tây Địch nữa, đều làm việc trong bến tàu của lão già Tây Lương, tay nghề vô cùng xuất sắc, Tây Lương mặt chợt hiểu ra, nhưng không khỏi hơi nhăn mày, nhưng cho dù chúng ta có được. Những người này, có thể làm ra thuyền đi biển. Thì huấn luyện binh lính có kỹ năng bơi lội cần thời gian, luyện cho thuyền rời bến cần thời gian, huấn luyện hải chiến cũng cần thời gian, mà chúng ta lại nước tới chân mới nhảy, làm sao so được với binh lính Tây Địch hàng năm tung hoành biển cả. Đời trước nàng từng nghe nói về hải chiến của nhiều nước, nếu không dựa vào thủy quân có kinh nghiệm tác chiến dày dặn thì cũng phải dựa vào thuyền kiên cố pháo lợi hại, vũ khí tiên tiến mới thắng được, hai điểm này chỉ giữ được một ưu thế hoặc thiếu đi một thứ đều không được. Bách Lý Thanh cười cười khẽ mút một cái trên đầu vai tuyết trắng của nàng, ai nói ta muốn xây dựng thủy quân hải chiến với bọn chúng. Chỉ cần có thể khiến đường biển của bọn chúng không thông thuận, tiếp viện ít đi đã là thành công, hơn nữa hắn hơi dừng nở nụ cười mờ mịt tây địch tuy lớn mạnh nhưng không bền chắc như thép nó có rất nhiều đảo nhỏ trên không ít đảo nhỏ còn có hải tặc đó là đám đạo tặc tàn ác giết người cướp thuyền không chớp mắt bình thường bị hải quân tây địch đàn áp không ít kinh nghiệm hải chiến của bọn họ chưa chắc đã kém hơn hải quân tây địch chỉ vì trang bị và nhân thủ không thể so với hải quân tây địch nên mới phải thực chiến cứng đối cứng cho nên người tính cung cấp lương thực vũ khí thuyền cho bọn họ, để bọn họ đối phó hải quân Tây Địch. Tây Lương Mạc nheo mắt lại, nhẫn nại cảm giác trăng nanh cà trên bả vai mềm mại và đầu lưỡi liếm hơi tê ngứa, cố gắng tập trung tinh thần vào chính sự, chỉ là Ngươi dựa vào cái gì mà chắc chắn bọn họ nhất định sẽ đối đầu với hải quân Tây Địch. Châm ngòi ly gián. Mượn đao giết người. Dùng vật tư trên thuyền của hải quân Tây Địch để dụ dỗ, động tác châm lửa của đại hồ ly trên người nàng càng ngày càng làm càng. Ngón tay tây lương mặt ôm lấy bả vai hắn không nhịn được bấm vào đầu vai rắn chắc. Bách Lý Thanh nhìn dáng vẻ nhẫn nhịn của nàng, trên làn da phơi nắng thành màu bánh mật không ngăn nổi đỏ hồng, tâm trạng tốt, cúi đầu chậm rãi cắn lên cần cổ mảnh khảnh của nàng, ừ, nha đầu ngươi thật sự càng ngày càng thông minh ngươi đã biết cả rồi thì nên biết hôm nay ngươi đem thứ có giá trị như thế cho lão già Tây Lương kia là phạm lỗi lớn thế nào chứ? Tây Lương mặt co rúng lại, đôi mắt nheo lại, có ánh nước lăn tăng nhộn nhạo trong mắt nàng. Khóe mắt đầy quyến rũ và khiêu gợi, nếu là loại chuyện tốt như thế thì ngươi cứ bảo phụ thân đại nhân của ta đưa người cho ngươi là được, cần gì phiền toái vậy, ngươi biết rõ còn hỏi, nha đầu xấu xa. Bách Lý Thanh nhéo mạnh cái eo của nàng một cái, cảm thấy làn da của nàng như dính vào tay, làm cho người ta không nở rời khỏi cảm giác cực kỳ mịn màng này. Hắn tự hiểu là nhờ lần trước lấy quỷ phù dung huyết trân quý cho nàng dùng, loại hưởng thụ gần như cực hạn này thật sự chỉ có thể gặp không thể cầu. Phụ thân kia của ngươi không phải đồ ngu, nếu ta cho lão bản đồ lại đòi người của lão, nhất định lão sẽ biết để làm gì, làm sao nở để thợ thuyền cho ta, tất nhiên sẽ giữ lại tự mình thực hiện kế hoạch này, giữ lại thế lực cho đại ca ca kia của ngươi để đối kháng với ta coi như một đường lui tay lương mạc bị hắn vuốt ve đến mức không nhịn được than ra tiếng ưng ừ. a à cửu ngươi muốn làm thế nào ngón tay đeo những bảo thạch hoa mỹ lạnh như băng của hắn lướt qua làn da bóng loáng của nàng làm cho trên người nàng toát một lớp mồ hôi mỏng âm thanh của nàng mềm mại không có ung dung lạnh lùng như bình thường nói chuyện giống một con thú nhỏ bị ức hiếp hoạt động tình mang theo hơi thở trêu chọc lòng người. Bách Lý Thanh một tay chống cằm, nằm nghiêng bên người nàng, hơn nửa thân hình cao gầy nằm trên người nàng, chậm rãi nói, không làm gì hết, vi sư luôn có thưởng có phạt, hôm nay ngươi phạm lỗi, là phải phạt, tay lương mặt nâng tầm mắt, trong mắt có ánh nước mềm mại trong suốt, chủ động dân tặng đôi môi mềm như cánh hoa của mình, được, đồ nhi sai rồi. Chịu phạt. Bách Lý Thanh cười khẽ, nha đầu ngoan thuận tay buông rèm mỏng bên giường xuống, để mặt ánh nắng chiều ngoài cửa sổ chiếu lên bóng dáng triều miên của nàng và hắn. Ông đây là đường ranh giới thiên tuế gia mất hết tiết tháo, ai muốn dơ tay, ba ngày sau, tỉnh quốc công ở trên chiến trường luôn đánh đâu thắng đó không gì cản nổi dẫn thế tử gia Tây Lương tỉnh và 10 vạn đại quân của mình, cộng thêm 10 vạn đại quân của Đông Dương Vương, tổng cộng 20 vạn đại quân cáo tế thiên địa, điểm binh giáo trường. Bái biệt thuận đế, xuất phát tới biên quan. Sau khi cung biến kết thúc, đại quân của ba phiên vương đã bị chia ra, trong đó đại quân Tấn Bắc sức chiến đấu mạnh nhất và đại quân Tấn Ninh tương đối yếu do Tấn Bắc Vương Tư Ninh Ngọc và đại công tử của Tấn Ninh Vương Tư Bình Sa dẫn dắt, lập tức tiến tới biên quan, nay đã giáp mặt với đại quân phía Tây của Tây Địch, ngăn bọn họ xâm chiếm núi rừng ở phía Tây. Còn nhóm người của tỉnh Quốc Công thì trực tiếp tấn công ngay mặt, đại quân đường phía Đông và phía Nam do nhị hoàng tử Tây Địch điều khiển, hiện giờ tạm thời đang bị ngăn cản tại 18 trại ở An Dương. Tình hình chiến tranh nguy cấp tạm thời được giảm bớt. Nhưng điều này cũng làm cho Tây Lương Mạc nhận ra sự nguy hiểm khi trong tay không có binh quyền, nhất là khi Hách Hách và Khuyển Nhung đều đã biết Tây địch khai chiến với Thiên Triều lại rụt trịch. Tây Lương Mạc nhận được tin tức này, sai người truyền cho chuẩn xác và kính hồ mỗi nơi một phong thư, không lâu sau, người Khuyển Nhung và Hách Hách đều yên lặng hơn nhiều nàng cũng càng chắc chắn suy nghĩ có binh quyền là có chính quyền. Bận rộn cả ngày giải quyết đủ loại quân vụ để mở rộng quỹ quân, ban đêm vội vàng ứng phó đại hồ ly nào đó tầm hoang, thiên tuế gia cho rằng đây là thải dương bổ âm, âm dương song tu. Mỗi ngày tuy rất mệt nhưng coi như phong phú và yên ổn. Chỉ là, có một câu gọi là giang sơn bất ổn, trong loạn thế tất có yêu nghiệt làm loạn. Bên chỗ người khuyển nhung không hiểu sao nổi lên bệnh dịch ở ngựa, dịch ngựa này vốn chỉ chết một số lượng ngựa lớn, nhưng không lâu sau, có người khuyển nhung cũng bị lây nhiễm dịch bệnh tương tự. Bởi loại dịch bệnh này khác với bệnh dịch ở người bình thường nên không ai qua được, cũng không có đại phu nào trị liệu được. Cho nên, trên cơ bản chỉ có chờ chết, hơn nữa từ phát bệnh đến tử vong là cực nhanh. Đợi đến khi tin tức truyền tới Kinh Thành, cửu thiên tuế lập tức hạ lệnh phong tỏa quốc cảnh, không cho phép qua lại với khuyển nhung, chỉ cần phát hiện có người bị nhiễm bệnh trong quốc cảnh lập tức cách ly, có thể chữa thì chữa, không thể chữa thì sau khi chết liền hỏa thiêu, rắc vôi bột rồi chôn. Bởi mệnh lệnh của cửu thiên tuế trực tiếp giao cho người của cẩm y vệ và tư lễ giám giám sát chấp hành, nhóm xưởng vệ ra tay không hề do dự, cho nên rất nhanh đã chặt đứt nguồn phát ra của bệnh dịch. Tin tức cảnh nội có người nhiễm bệnh dần ít đi. Đang lúc mọi người thở vào nhẹ nhõm một hơi, lại không biết, đôi khi con người còn đáng sợ hơn cả bệnh dịch. Một thị trấn nhỏ nhất nơi Quyển Dung và Thiên Triều tiếp giáp, lúc này đang hoàn toàn lâm vào một cuộc sát hại. Vang xin ngài, tha cho con gái ta, hộ pháp đại nhân. Không phải thiên lý giáo sẽ dẫn chúng ta vào miền cực lạc sao? Ngài đừng bắt con gái của ta. Có tiếng phụ nữ khóc thét cắt ngang qua bầu trời, còn có tiếng nước nở đứt quảng bay lượn trong bầu không khí tối tăm và máu tanh, Phòng ốc thiêu cháy bao quanh thi thể khắp nơi, không ít người đang run rẩy quỳ trên mặt đất, tiếng trẻ con khóc làm cho người ta không đành lòng nghe. Có giọng nữ lạnh lùng vang lên, "Ngươi kích động cái gì? Con gái ngươi bị nhiễm bệnh dịch, người của Thiên Lý giáo đương nhiên sẽ đưa nó đi chữa trị." "Không, con gái ta không nhiễm dịch ngựa." Người phụ nữ tóc tai bù xù, hai mắt đầy sợ hãi vẫn không quên phản bác, "Bản hộ pháp nói nhiễm thì nó sẽ nhiễm." trong mắt thiếu nữ mặt non nớt mặc áo choàng trắng thoáng qua vẻ âm lạnh, ra hiệu bằng mắt với giáo đồ ôm đao đứng bên cạnh, giáo đồ kia nhe răng cười, giơ tay sách bé gái đang hoảng sợ dãy dụa ném vào trong một đống thi thể bốc mùi. Cảm ơn các bạn đã nghe hết video này. Đừng quên nhấn nút like và nút đăng ký theo dõi kênh Nhà Đọc truyện để nghe những video mới nhất nhé.